quả áo này đâu ấy, lấy cho chị cái. Trong tao máy đi nào. Mặt sáng tao vừa lên cửa hàng thì tao nhìn thấy một đơn hoàn. Chừa chưa? Hả? Chừa chưa? Chị yêu à? Hả các em? Chị yêu à chồng? Đấy, chốt cho chị yêu bao nhiêu tiền? Gần 20 triệu. Hả? Gần 20 triệu không? Mẹ ngồi đấy, nó ngồi đấy mà nó tính nhầm. Có thể cô biết tránh xa tao ra. Chán. Các chị ơi, xả kho, xả kho. Các chị comment cho em là xả kho nhá mọi người. Nào có cái gì xả vứt đây chị xả nào. Comment cho em là xả kho nhá mọi người. Hôm nay nhà em xả toang kho luôn các chị ạ. Vừa lên shop một phát là ăn ngay một đơn hoàn. Nó là một bao tải luôn các chị. Của khách lẻ mọi người ơi. Của khách lẻ nhá. Sợ luôn đấy mọi người. Nhưng mà em chưa xử lý con đấy, em sẽ không bỏ qua đâu. Con đấy em sẽ không bỏ qua đâu. Em phải cho mấy cái con mẹ mềm Việt kiều dởm nó bỏ mấy cái tính đấy đi các chị ạ. Nó cứ nghĩ là chúng nó ở Mỹ. Nó cứ nghĩ là chúng nó ở Mỹ hay là ở Úc cái gì đấy. Là chúng nó muốn làm gì chúng nó làm. U là trời. Mẹ em nhìn nó cắt cái bao hàng ra em đã thấy nó phải gọi là ngu học rồi các chị ơi. Con cô già của nó nữa. Đéo hiểu sao ạ. Bao hàng của người ta không bao ở đằng trước như này. Nó cắt con mẹ từ đít. Nó cắt con mẹ từ đít. Ai đời mẹ mày xong rồi nó moi nó móc xong các thứ các kiểu. Sợ luôn đấy mọi người ơi. Rồi các chị vào like ạ, comment cho em là xả kho giúp em. Đâu đưa các đơn thì đây, đưa đơn số lượng ít ra. Đưa hàng ơi chị nào, chị xả nào. Đây mấy cái ba lăng nhăng ba lung tung đưa hết đây nào. Đấy, bộ gì đấy đưa chị xem nào. Xả luôn cho các chị đi nào. Rồi các chị comment cho em là xả kho. Đầu tiên em cần lượt tương tác của các chị nhá mọi người nha. Cho em xin một lượt chia sẻ về trang cá nhân và một lượt chia sẻ đến các hội nhóm. Tùy các chị chia sẻ vào đâu cũng được, miễn là mình có gắn bản tên người chia sẻ là được nhá mọi người. Comment cho em là xả kho giúp em. Đâu đưa chị bộ kia đi. Cứ cái gì số lượng ít đưa đây chị xả hết. Đưa đây chị xả hết nào. Các chị ơi thôi, em xả kho em nghỉ bán đây. Các chị ơi em không chơi mấy cái trò Facebook này nữa đâu các chị ạ. Không chơi Facebook đâu mọi người ơi. Ai đời nó mua đơn của em. Gần 20 triệu tiền hàng nó bom em các chị ơi. Mua lẻ nha. Mua lẻ nha các chị. Cứ chị em xong rồi là bem nhau các bác ạ. Các chị comment cho em này. Đơn đầu tiên em sẽ tặng các chị với giá là 0 đồng. Lấy hàng đi. Bọn kia lấy hàng đi. Các chị lại dâng hướng này. Xem có hàng gì đưa đây. Hàng gì số lượng ít đưa đây để xả trước. Em tặng các chị trước. Tặng trước bán sau nha mọi người ơi. Tặng trước xả sau. Hôm nay xả hết cho các chị luôn. Vừa nãy đi xuống dưới kho các chị ơi. Rất là nhiều hàng chưa bán. Rất là nhiều hàng chưa bán bị sót mẫu nha mọi người nha. Thôi ngồi xả kho luôn. Các chị đưa chị cái ấy nào. Đưa chị cái gì nhở. Đưa chị cái gì để chị cho cái điện thoại này của chị. Lấy cho chị cái mà chị hay kẹp điện thoại ấy. Lấy cho chị cái mà chị hay kẹp điện thoại ấy. Comment cho em là xả kho nhá mọi người. Em xả rẻ bèo cho các chị luôn. Em xả rẻ bèo cho các chị luôn nhá mọi người nha. Hôm nay phải ngồi ở đây để xả thôi các chị ơi. Hôm nay phải ngồi ở đây để xả thôi. Sương sương thì chỉ còn tầm 40 ngày nữa để nhà em bán hàng. Nên là em quyết định em xả sớm nhá các chị nha. Năm nay coi như là nháp. Các chị ạ, năm nay coi như là nháp thôi. Rồi các chị comment cho em là xả kho nào. Đẩy hết hàng vào đây em ơi. Đầu tiên em sẽ xả cho các chị. Ngồi lùi ra một tí cho các chị nhìn thấy nhá. Ngồi lùi ra nhé mọi người. Rồi, đang ngồi trên quả thảm thần của em. Em đang ngồi trên quả thảm thần của em nào. Không biết là thảm thần này hôm nay có độ không nào. Các chị comment cho em ạ. Xả kho cho em. Xả kho bao nhiêu ạ?
9K kèm số điện thoại em tặng các chị cả một set bộ như thế này. Với giá là 9.000 đồng nha mọi người ơi. Các chị comment cho em là xả kho 9K kèm số điện thoại để chốt đơn mã bộ với giá là 9.000 đồng ạ. Để chốt đơn mã bộ với giá là 9.000 đồng nhanh tay. Xả kho đưa hết cho chị những cái hàng số lượng 1-1 ra đây. Xả kho cho em 9.000 đồng kèm số điện thoại. Tất cả đơn hàng phải auto có số điện thoại nha. Không có số điện thoại là mình không chốt đơn ở đâu. Hôm nay em ngồi dưới kho là ánh sáng nó hơi tối một tí. Các chị thông cảm giúp em được chưa ạ? Các chị thông cảm giúp em nha. Hôm nay em ngồi dưới kho là ánh sáng nó hơi tối một tí. Nó không được gọi là đẹp đẽ như mọi khi đâu. Đây các chị ơi, tầm này xả hết thôi. Các chị ạ, tầm này xả hết thôi. Các chị ơi, có cần phải lên luôn cả địa chỉ không ạ? Lên luôn địa chỉ nhá. Lên luôn địa chỉ giúp em. Các chị ơi, 9.000 nhà em cũng ship. Được chưa ạ? Một đơn hàng 9.000 nhà em cũng ship. Nhưng tiền ship 30.000 thì các chị vui lòng thanh toán. Được chưa ạ? Hôm nay các chị mua đơn hàng 9.000 nhà em cũng ship nha mọi người nha. Được chưa mọi người ơi? Các chị comment cho em chữ ok nào. Các chị đã sẵn sàng chưa? Mã kèm số điện thoại giúp em. Tất cả đơn hàng phải comment mã kèm số điện thoại. Tất cả những đơn hàng mà nhà em xả đầu like, các chị lên luôn giúp em cả địa chỉ đi. Các chị lên luôn giúp em địa chỉ đi. Ngày mai nhân viên sẽ gọi điện xác nhận và đi đơn luôn. 9.000 nhà em cũng ship. Tất cả những đơn hàng dưới 1 cân đúng không? Tất cả những đơn hàng dưới 1 cân đồng giá là 30.000 rồi. Các chị đã sẵn sàng chưa? Mạng ok chưa mọi người ơi? Mạng ok chưa ạ? Tao chỉ thấy tao xuống kho là vác loa xuống là tao thấy là loa to hơn bình thường thôi. Chỉ thấy là loa to hơn bình thường thôi mọi người ơi. Còn đâu chưa chốt được cái gì cả. Rồi mạng ok không? Các chị comment cho em là ok nào. Mạng có ok không? Các chị comment cho em là ok đi nào. Đưa hết hàng số lượng 1-1, chuyển hết hàng ra đây chị nào. Lên phòng live xem là có những cái mã gì số lượng 1-1. Đưa đơn bom, đơn bùng, các thứ lên đây nào. Tao xả đơn bom lẻ trước nha. Xả đơn bom lẻ trước. Ui dồi ôi, tôi lại tăng xong rồi các chị ơi. Bây giờ kho thì toàn hàng chật như thế này. Chúng mày vác một đống hàng, chúng mày vứt ở đây. Nào thì xả kiểu gì, mạng ok chưa các bác ơi? Rồi các chị comment cho em chữ sẵn sàng nào. Em muốn nhìn thấy cánh tay của các chị. Các chị ơi, xem một chị xem là có cái đèn live stream gì không. Bật tối quá. Hay thôi nhá, cho các chị sống trong tối tăm mù mịt này đi nhá. Tối hơn bình thường đấy mọi người. Hôm nay em live stream ở kho nó tối hơn bình thường đấy mọi người ơi. Các chị nhìn có rõ không ạ? Các chị thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em. Đây nha, set bộ nó như thế này. Set bộ nó như thế này nhá mọi người ơi. Sẵn sàng chưa ạ? Các chị comment cho em chữ sẵn sàng. Em bắt đầu chốt đơn luôn này. Em lên mã liên tục nhá mọi người. Em lên mã liên tục, tất cả tập trung nha. Chị sẽ lên mã liên tục và chốt đơn cho chị này. Rồi, áo nỉ, áo nủ cho chị đi. Áo nỉ, áo nhất các thứ cho chị đi em. Áo nỉ nào. Nhưng mà nó bị tối hơn bình thường đúng không? Rồi, mạng ok chưa ạ? Rồi, sẵn sàng nha. Các chị thả like, thả tim mạnh mẽ lên. Đầu tiên là các chị follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước. Ngày hôm nay em chỉ live stream một máy thôi. Ngày hôm nay em chỉ live stream một máy thôi nha các chị nha. Không live stream nhiều đâu, được chưa ạ? Em không live stream nhiều máy đâu nên là cơ hội chốt đơn của các chị cực kỳ nhanh luôn. Được chưa ạ? Cơ hội chốt đơn của các chị cực kỳ nhanh luôn. Mã đầu tiên lên đơn cho em nào, đưa hàng cho chị em không? Các chị comment cho em là gì ạ? Ừ đúng rồi. Comment cho em là xả hồng 9K kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Ngày hôm nay các chị lên luôn cho em địa chỉ nhá. 1.000, ngày hôm nay các chị săn được đơn 1.000 nhà em cũng ship. Nhưng mà phí ship đồng giá dưới 1 cân là 30.000 đồng. Các chị nhận hàng, các chị thanh toán tiền ship. Được chưa ạ? Các chị nhận hàng, các chị thanh toán tiền ship giúp em nào. Các chị comment, chị ngồi ở đâu? Chị ngồi ở kho em ơi. Hôm nay là chị ngồi ở kho nhá. Hôm nay chị ngồi ở kho nó hơi tối một tí. Thông cảm giúp chị đây. Được chưa? Bộ hồng cho em 9.000 kèm số điện thoại cho em hơi tối một tí. Các chị thông cảm nhá mọi người. Rồi các chị comment cho em này. Xả hồng 9K kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. 9.000 nhà em cũng ship ạ. Xả hồng 9K kèm số điện thoại và địa chỉ. Em sẽ đọc tên luôn những người được chốt đơn nha. Mấy bộ em ơi? Ông ơi, Covid lại còn đeo khẩu trang LV ạ. À. Con này mày hút bụi cái đống này cho chị cái. Lấy cái máy hút bụi ra, hút cái chỗ này cho chị cái. Lấy cái máy hút bụi ra cái. Kho này toàn hàng thôi các chị ơi, nó hơi bụi bẩn một tí. Hút luôn, từ rồi sao ta lại để cho tao ngồi gọi là như thế này. Sao lại ngồi cho tao ngồi lại bẩn như thế này. May mà tao có quả thảm thần của tao đây. Rồi, xả hồng 9K kèm số điện thoại. Ok chưa ạ? Nhanh tay mọi người, đưa hết hàng lẻ đây em ơi. Đưa hết hàng lẻ, hàng ấy ra đây chị xả hết cho các chị nào. Áo phông, áo phiếc đưa đây em ơi. Rồi, TikTok để bán sau nha. Áo phông TikTok mang ra bán đi em ơi. Các chị có thích áo phông không ạ? À? Áo phông này là hàng em bán ở TikTok nha. Các chị có thích không? Các chị comment cho em là thích áo phông. Em lên luôn cho các chị áo phông được chưa ạ? Rồi, đầu la em sẽ xả rẻ bèo cho các chị này. Tiếp tục này, xả hồng chốt đơn đọc tên đi ạ. Xả hồng chốt đơn đọc tên. Đọc tên
lên thôi, chúng ơi đọc đọc to lên xong rồi tí nữa bảo chúng nó chạy lên lấy mic. Đọc tên luôn nhá, các chị đợi em một tí để cho nhân viên nó chạy đi lấy mic. Xả Hồng. Xả Hồng 9K kèm số điện thoại và địa chỉ, tất cả đơn hàng phải auto số điện thoại và địa chỉ giúp em. Xả Hồng cho Hoàng Lan. Xả Hồng cho Hoàng Lan, chị Hoàng Lan được comment xác nhận giúp em. Chị Hoàng Lan số điện thoại 242 ạ. Chị Hoàng Lan số điện thoại 242 nha. Hôm nay không có mic miếc gì hết. Vì em đang ngồi ở dưới kho, các chị đợi em ở tầm 5 10 phút nữa nhân viên nó đang chạy đi lấy mic nha. Áo phông chị đang mặc bán thế nào? Áo phông chị đang mặc ok luôn. À, ngồi xịch xuống dưới để lấy thôi. Đang ngồi ở kho các bác ơi. Đang ngồi ở kho còn đang bắt nhân viên là hút bụi này, các chị này lại bắt ngồi dịch xuống dưới. Lại bắt ngồi dịch xuống dưới. Em còn đang bắt nhân viên nó đang hút bụi cái đống ở trước mặt em đây này. Nhìn bẩn không chịu được. Các chị à, nói chung là nó không phải bẩn mà nó là bụi vải đây này. Mày đưa chị cái bụi vải cái. Mày đưa đây. Đây. Toàn là bụi vải như thế này mà chúng nó cho em ngồi xong em nhìn cái đống bụi vải. Hút bụi luôn đi em. Hút bụi cho chị, lấy cái máy hút bụi đi. Lấy mic cho anh Tân đi để tí anh Tân chốt đơn em ơi. Rồi, tiếp tục lên đơn cho em mã này ạ. Hơn 500 người đang xem, thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em. Hôm nay em xả lỗ cho các chị luôn nha. Con chó nó không chốt đơn cho các chị, được chưa ạ? Cái này các chị comment cho em là gì ạ? Nỉ bông 49.000 đồng. Ok la chưa ạ? Em ngồi xa em không nhìn thấy. Các chị ơi, em ngồi xa em không nhìn thấy. Em có bán đâu, hôm nay em xả mà. Bác nào mua hàng quen của nhà em rồi là các bác biết nha. Nỉ bông cho em 49.000, form dài rộng dấu quần từ 40 cân cho đến 68 cân, các chị mặc ok la. Comment này, nỉ bông kèm số điện thoại. Nỉ bông thôi, mày cứ hút hết chỗ đấy đi. Hút hết chỗ đấy chị cái. Nỉ bông kèm số điện thoại. À đấy, ok, có mic rồi các chị ơi. Nỉ bông 49k kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Đã nhận đơn hàng đầu tiên và không có ý định mua của shop khác nữa, quá ưng. Cảm ơn chị Zumi Day rất là nhiều. Em cảm ơn chị yêu. Lên bộ đi. Bộ em ơi, lấy bộ chị em ơi. Nỉ bông cho em 49k kèm số điện thoại và địa chỉ. Các chị có nghe thấy không ạ? Đợi em một tí, nhân viên nó đang hút bụi nha các chị nha. Hút nhanh lên. Hút nhanh. Anh cứ tay lên, tác phong nhanh nhẹn lên. Chúng mày bây giờ phải làm 150% công suất rồi em ơi. Tập mày làm chậm lắm. Em là tập vụ. Lấy bộ em ơi, lấy bộ cho khách nào. Áo chị mặc là hàng bán TikTok, chị không định bán ở trên Facebook. Hôm nay chị nóng máu quá, chị phải lấy ra chị mặc. Nào, rồi dừng đi để chị chốt đơn. Nỉ bông số lượng bao nhiêu ném ra em ơi. Nỉ bông số lượng bê ra. Rồi, các chị comment này. Nỉ bông 49k kèm số điện thoại và địa chỉ in đơn luôn đi bạn ơi. Nỉ bông 49k kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Các chị nghe rõ không ạ? Các chị nghe rõ, các chị comment cho em chữ rõ. Thả like, thả tim mạnh mẽ lên, in cho ai có số điện thoại và địa chỉ đi ạ. In đơn cho khách nào có số điện thoại và địa chỉ nhá. Cho em một đơn hàng có số điện thoại và địa chỉ to rõ ràng để cho các chị xem này. Form thoải mái cho các chị từ 40 cân cho đến 68 cân. Các chị mà ok. Hôm nay em ngồi ở cái góc mà rất là nhiều hàng mới đang không có hàng để bán mà nhân viên nó không mang mẫu lên cho em. Các chị ơi, không có hàng, cái xương nó vẫn đang nằm đây em ơi. Rồi cái xương cá chị vàng đã thở xuống chưa chị ơi? Mấy ngày không thấy chị lại, nó vẫn nằm đây em ơi. Mà hôm qua chị vẫn đi chơi em ạ. Hôm qua chị đi chơi, chị đi vu. Đây ạ. Các chị phải comment đúng cú pháp giúp em này. Nỉ bông số điện thoại này và địa chỉ này, được chưa ạ? Chị gì ạ? Kim Hằng nhá. Chị Kim Hằng được mua với giá là 49.000 đồng. Comment xác nhận giúp em, in thêm 3 đơn nữa. Mã này em có 4 cái, được chưa ạ? Ưu tiên khách nào lên đầy đủ địa chỉ và số điện thoại. 49.000 đồng nhà em cũng ship. Còn nếu mà các chị muốn mà xe tiền ship ra, áo này còn có mặt sau. Các chị muốn xe tiền ship ra, các chị mua 2 sản phẩm giúp em nhá mọi người. Nếu các chị muốn xe tiền ship, các chị mua 2 sản phẩm giúp em thì phí ship vẫn là 30.000. Được chưa ạ? Nỉ bông cho em, mày đi lên trên tầng mày lấy quần tất, quần tiếp đưa chị bán quần tất cho các chị. Ngày mai lạnh rồi các bà ơi, ngày mai lạnh rồi em sẽ bán quần tất cho các bà với giá là 9.000 đồng đưa chị nào. Rồi, ai được chốt đơn nỉ bông với giá 49.000 các chị comment xác nhận giúp em nhá mọi người nha. Rồi em đang livestream. Em đang livestream ở ấy. Em đang livestream ở kho các chị ơi. Em đang livestream ở kho ạ. Rồi, em chốt đơn cho các chị quần tất 9k kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em, hơi tối một tí các chị thông cảm nhá mọi người nha, hơi tối một tí các chị thông cảm. Quần tất 9k kèm số điện thoại và địa chỉ, được chưa ạ? Một sản phẩm nhà em cũng ship, phí ship là 30.000 đồng với đơn hàng dưới 1 cân. Ok chưa? Áo chị mặc bao nhiêu vậy chị? Bây giờ áo chị mặc chị chỉ bán TikTok thôi, chị không bán ở trên Facebook. Chị không có
có đủ hàng để bán trên Facebook luôn. Gian hàng TikTok của chị đã mở rồi. Sắp tới là chị chuyển sang bán TikTok rồi, nên là chị quyết định là chị xả hết hàng. TikTok không bán được hàng thương hiệu, nên là hôm nay em xả hết hàng thương hiệu cho các chị, được chưa ạ? Rồi các chị vào like, các chị thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em một cái quần tất Muji. Một cái quần tất Muji này. Các chị ơi, bình thường đang bán là 99.000 đồng. Ngày hôm nay em chốt đơn cho các chị với giá là 9.000 đồng. Các chị comment cho em là gì ạ? Quần tất 9K kèm số điện thoại và địa chỉ. TikTok của chị là gì? Chị có 3 nick TikTok nha, nhân viên. Để khi nào chị like TikTok chị sẽ gắn link nhá. Để khi nào chị like TikTok chị sẽ gắn link để cho mọi người sang TikTok của chị nha. Đấy như là thôi, nói trước bước hôm qua. Anh em ơi, nói trước bước hôm qua sợ lắm. Chuẩn bị rồi, đang chỉ đợi ngày đẹp giờ đẹp thôi. Mở hết gian hàng, kho hàng, các thứ các kiểu. Nhân viên là chị làm, chị cũng không làm, chị không biết. Rồi, comment cho em là quần tất 9K kèm số điện thoại và địa chỉ. Em có này, quần tất đen 9K. Nói chung là em cứ tìm cô gấu là ra chị. Em cứ tìm cô gấu là ra chị. Chị có 3 cái nick TikTok tên là cô gấu nha. Quần tất gì đây? À, comment màu cho em này. Quần tất da cho em 99K. Quần tất đen cho em 99K nhá mọi người nha. Quần tất da và quần tất đen cho em. Quần tất này là quần tất siêu mỏng của Nhật nhá mọi người ơi. Quần tất Muji cho em này. Siêu mỏng luôn mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. Đây ạ, quần tất xịn sò như thế này luôn. Ê, cái này mà đi lên TikTok bán 9.000 thì đứa nào chẳng mua vì gì bán ở đấy. Đúng không? Đơn quần tất là phải mua kèm sản phẩm để đi đơn nhá. Mày phải bảo chị chứ. Quần tất cho em 9K kèm số điện thoại và địa chỉ. Không cần hôm nay các chị mua một sản phẩm cũng đi đơn. Hôm nay các chị mua một sản phẩm cũng đi đơn nhá mọi người ơi. Quần tất em tặng các chị là 9.000. Quần tất kèm màu. Quần tất kèm màu kèm số điện thoại kèm số điện thoại giúp em. Quần tất kèm màu kèm số điện thoại giúp em 9.000 này. Hôm nay em xả kho em bán lỗ hết cho các chị. Hôm nay em xả kho em bán lỗ hết cho các chị nha mọi người ơi. Rồi tiếp tục cho em. Xét bộ cho em ạ. Xét bộ form cân nặng dưới 63-65 cân. Các chị mặc ok la nha. Cổ bo viền cho em này. Ở dưới bo gấu này. Siêu đẹp chất nỉ da cá. Chất nỉ da cá cho em nha mọi người ơi. Không phải là chất thường đâu. Đây ạ, các chị lên đơn cho em là gì ạ? Xét bộ cho em. Xét bộ em xả lỗ cho các chị luôn. 79.000 đồng một set. Chia nhanh của chị xem 79.000 là bao nhiêu tiền cái áo và bao nhiêu tiền cái quần. Có quá là rẻ luôn các chị ơi. 40.000 cái áo và 39.000 một cái quần dài như thế này. Chân nỉ da cá cho em này. Em tư vấn cho các chị là dưới 63-65 cân. Mà thực ra này quần này 70 cân các chị cũng không trend được. Mà cứ dưới 63-65 cân mặc là đẹp nhất cho em. Được chưa ạ? Các chị comment cho em là gì ạ? Xét bộ gấu cho em. Xét bộ gấu cho em ạ. 79.000 đồng nha các chị ơi. Xét bộ gấu 79K kèm số điện thoại và địa chỉ. Giúp em lên luôn cho em cả địa chỉ đi. Ngày mai nhân viên chỉ alo xác nhận thôi nha mọi người. Ngày mai nhân viên chỉ alo xác nhận thôi ạ. Thích áo chị mặc quá. Rồi, thích áo chị mặc quá đợi chị một tí nha. Thích áo chị mặc quá thì phải đợi chị để chị suy nghĩ. Khúc này chị chưa suy nghĩ được rồi. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Xét bộ cho em 49K. Là thằng kia mày cho tao bán cái gì mày đưa hàng đây. Xét bộ 49K kèm số điện thoại nhá. Xét bộ 49K kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Hôm qua hôm em mua 99K tưởng là rẻ rồi. 99K là lỗ rồi. 79K này là lỗ nữa luôn nha. Hôm nay vừa mới lên shop đã bị tăng xong rồi. Hôm nay vừa lên shop là đã bị tăng xong rồi. 79.000. 79.000 cho em. Xét bộ 79.000. Xét bộ 79K cho em kèm số điện thoại và địa chỉ. Chị đang ngồi ở dưới đất nên là chị cũng ngồi xa, mọi người cũng không nhìn rõ được. Nên là chị ưu tiên là khách nào là khách quen mua xả thôi. Ưu tiên khách quen mua hàng xả chứ khách mới mua hàng xả. Hôm trước khách mua rồi, khách hỏi là đây có phải là hàng gì, đây có phải là hàng new không. Các chị ạ, đây là hàng new hay là hàng gọi là gì, hàng sida các chị ạ, khổ lắm. Xét bộ cho em 79.000 nha mọi người ơi. Form thoải mái cho các chị từ 40 cân cho đến 63-65 cân. Các chị mặc vừa cho em này. Gồm một áo và một quần như thế này. Gồm một áo và một quần như thế này em tặng các chị luôn. Giá bao nhiêu ạ? 79.000 đồng. Thả like, thả tim mạnh mẽ lên đi mọi người ơi. Xét bộ em hết hàng nha. Ok là em hết đơn xét bộ này. Ok này. Rồi tiếp tục cho em. Đây là cái gì? Áo nỉ cho em ạ. Áo nỉ gấu nha mọi người ơi. Áo nỉ gấu ạ. Hàng tàu xịn cho chị em mình. Đây. Áo nỉ gấu hàng tàu xịn cho chị em mình luôn này các bác này. Ngực thêu gấu cho em. Các chị nhìn này, full tóc mát xịn sò như thế này. Form từ 40 cho đến 65 cân đổ xuống các chị mặc vừa. Đây ạ, các chị nhìn hàng cho em này. Đẹp đỉnh chóp luôn. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Gấu kẻ kèm số điện thoại giúp em nhé. Em không đọc tên chốt đơn. Nhé em không đọc tên chốt đơn đâu. Ai nhận được tin nhắn thông báo là người đấy có đơn nha các chị nha. Ai nhận được tin nhắn thông báo là người đấy có đơn.
em tin chắc là em mà bán lỗ như thế này mà những cái con mà nó đã đặt hàng vớ vẩn của nhà em mà bom hàng, chắc chắn là nó sẽ có một cuộc sống nó không ra gì đâu. Còn đâu em thì xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn rồi. Tại vì em gặp quá là nhiều khách halo các chị ạ. Rồi các chị lên đơn cho em này. Rồi hôm nay em tha em không chửi con một lần kia nha các chị nha. Vì em không muốn lên livestream chỉ để xả bom hàng đâu các chị ơi. Lỗi sai từ nhân viên, từ chồng cho đến nhân viên mọi người ơi. Lỗi sai từ chồng cho đến nhân viên, không biết ăn bùa mê thuốc lú gì của nó mà chốt cho nó đơn gần 20 triệu các chị ạ. Ship đi xong nó hoàn về, thà nó không lấy nó hủy luôn đi, đã đành cỡ đây ship đi xong nó hoàn về. Các chị thấy có lộ tiết không ạ? Các chị lên đơn cho em mã này này. Các chị lên đơn cho em mã này. Cái gì ạ? Gấu kẻ cho em. Em biếu các chị luôn nha. 69.000 đồng hôm nay xả kho bạn ơi. Hôm nay xả kho bạn ơi. Đây các chị lên đơn cho em mã này. Lên luôn cho em mã này nha. Hôm nay ngồi ở kho xả kho cho các chị luôn. Giá gọi là toang kho luôn ạ. Các chị lên đơn cho em là gấu kẻ cho em. Ngực theo gấu nha mọi người. Gấu kẻ kèm số điện thoại và địa chỉ. Hôm nay là phải nổ luôn cả số điện thoại và địa chỉ nhá mọi người nha. Hôm nay là các chị phải nổ luôn cho em cả số điện thoại và địa chỉ. Gấu kẻ. Được chưa ạ? Gấu kẻ cho em giá bao nhiêu ạ? Nói xong quên rồi anh em ơi. Nói xong quên rồi anh em ơi. Bao nhiêu? 79.000 đồng. Gấu kẻ 79k kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em, siêu đẹp mọi người ơi. Rồi ok là em chốt đơn gấu kẻ. Áo chị mặc. Ờ được rồi để chị suy nghĩ. Áo chị mặc để chị suy nghĩ nha. Gấu kẻ cho em. Gấu kẻ cho em nhé mọi người ơi. 79.000 mã gấu kẻ. Gấu kẻ 79k kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Hôm nay các chị phải lên luôn cho em cả số điện thoại và địa chỉ đi ạ. Tiếp tục này. Mã này các chị lên đơn cho em là gấu đen cho em tối nhờ. Tối nhờ mọi người nhờ. Kệ đi. Gấu đen cho em nhé mọi người ơi. Form dài rộng dấu quần ạ. Form dài rộng dấu quần cho em nhé mọi người ơi. Gấu đen cho em kèm số điện thoại và địa chỉ được chưa? Góc này được chưa ạ các bà? Gấu đen cho em kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha các bác ơi. Mã này siêu đẹp luôn. Có mấy cái? Có 3 cái em tặng các chị luôn 50.000 đồng. Gấu đen 50k cho em nhá mọi người nha. Thế bây giờ là không lỗ thì là lãi ở đâu ra hả các chị? Không lỗ thì lãi ở đâu ra? Gấu đen cho em 50k cho em nhá mọi người ơi. Đó các chị lên đơn cho em gấu đen 50 kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này siêu đẹp. Bình thường đang bán là 149.000, hôm nay giảm cho các chị 99.000 đồng một áo nhá mọi người. 99.000 đồng một áo cho em gấu đen 50 kèm số điện thoại và địa chỉ được chưa ạ? 50.000 nhà em cũng ship. Ok là chưa? 50.000 ngày mai nhân viên cũng gọi điện xác nhận và ship hàng cho các chị, nên là các chị cứ gõ sẵn cho em số điện thoại và địa chỉ giúp em nhá mọi người nha. Cứ gõ sẵn cho em số điện thoại địa chỉ, đưa chị áo nỉ đấy mày. Rồi gấu đen cho em 50.000 có 3 cái. Nhanh tay ạ. Một cái đen. Ok là em hết gấu đen này. Em hết gấu đen nha các chị ơi. Các chị comment cho em là siêu cấp VIP. Mã này các chị comment cho em là siêu cấp VIP nhá mọi người. Mã này các chị comment cho em là siêu cấp VIP nào. Siêu cấp VIP nào. Đúng rồi các chị ơi, hàng siêu đẹp luôn. Nào lên đơn cho em là siêu cấp VIP cho em. Áo nỉ siêu cấp VIP được chưa ạ? Tiền triệu luôn này các bác ơi. Các bác đi mua chỗ khác rẻ nhất cũng phải 700-800. Hàng siêu cấp VIP này em mở ra cho các chị xem. Đỉnh đét nét căng luôn. Comment cho em là siêu cấp VIP giúp em. Comment cho em là siêu cấp VIP nha. Hàng xịn sò như thế này luôn. Ở bên trong này có giấy chống ẩm cho các chị này. Gói chống ẩm cho các chị này. Xịn sò chưa? Vòng quanh thế giới luôn. Đi vòng quanh thế giới không sợ bị ẩm mốc luôn. Má này các chị comment cho em là siêu cấp VIP. Siêu cấp VIP các chị muốn mua với giá bao nhiêu tiền? Comment cho em chữ siêu cấp VIP vào đây. Được chưa mọi người? Xem bao nhiêu người thích hàng siêu cấp VIP của nhà em để em làm giá đẹp cho các chị. Xem bao nhiêu người thích hàng siêu cấp VIP của nhà em để em làm giá đẹp cho mọi người nha. Form này thoải mái luôn, dưới 68 cân các chị mặc ok là. Được chưa ạ? Form thoải mái dưới 68 cân các chị mặc ok là. Chân nỉ chân cua nha các bà. Chân nỉ chân cua cho em được chưa ạ? Lên đơn luôn cho em này. Comment cho em là siêu cấp VIP đi các chị. Thả like thả tim mạnh mẽ lên cho em. Siêu cấp VIP em bán cho các chị mấy chục nghìn luôn. Số lượng bao nhiêu em ơi? Số lượng có 12 cái là hết hàng nha. Số lượng có đúng 12 cái dành cho 12 chị xinh đẹp và may mắn được chưa ạ? Không những xinh đẹp đâu mà các chị phải may mắn thì các chị mới chốt được mã này. Được chưa? Rồi ok là comment cho em này. Siêu cấp VIP em tặng các chị này. 59.000 đồng. 59.000 đồng em bán cho các chị lỗ 100.000 một áo. Ok là chưa ạ? Lỗ 100.000 đồng một áo luôn. Comment cho em là siêu cấp VIP.
59k kèm số điện thoại giúp em nhé mọi người. Siêu cấp VIP cho em. Nói chung là cái quả siêu cấp VIP này mà vào đúng phòng livestream của em ánh sáng rực rỡ thì eo ơi, nó xịn lắm. Nhưng mà hôm nay livestream ở Con hơi tối một tí, anh em thông cảm. Nhưng không sao các chị ơi, em chỉ muốn chốt đơn cho khách quen thôi. Các chị siêu cấp VIP cho em 59k kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha các bác nha. Siêu cấp VIP 59k kèm số điện thoại và địa chỉ đưa áo len em ơi. 59.000 nha mọi người ơi, nhanh tay siêu cấp VIP cho em 59k kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Em hết siêu cấp VIP nha mọi người. Em hết siêu cấp VIP nha mọi người ơi. Này anh em ơi, ấn vào màn hình thả like thả tim mạnh mẽ. Ấn vào màn hình thả like thả tim mạnh mẽ lên cho em nha các bác nha. Em lên cho các chị quả đỉnh nét này. U là trời các chị ơi. Tại sao lại còn áo khoác ở đây? Tại sao lại có áo khoác ở đây? Em ơi check mã chị gái. Check mã áo khoác của chị gái. Sẽ có VIP hết nhá. Check mã áo khoác của chị gái. 5270. Rồi anh em ơi, comment cho em mã hàng đập hộp cho em một cái áo khoác LV bomber nha các chị nha. Một áo khoác bomber của nhà LV cho em này các bác ơi. Em gọi là cho các chị xem luôn này. Này vạch áo cho người xem tang luôn nha mọi người nhá. Hàng 2 lớp cho chị em mình luôn. Hàng 2 lớp cho chị em mình nhá mọi người ơi. Nhà em đang bán lẻ là hơn 300. Hôm nay em giảm cho các chị 100.000 đồng một áo. Được chưa ạ? Em giảm cho các chị 100.000 đồng một áo luôn. Thả like thả tim mạnh mẽ lên. Cho em các bác ơi, em giảm cho các bác 100.000 đồng một áo. Còn giá bao nhiêu ạ? 219.000 đồng. Ai nhanh thì được. 219 cho em. Các chị comment cho em là gì ạ? Khoác LV 219 giúp em kèm số điện thoại nhá mọi người nha. Khoác LV cho em nhìn này. Khoác LV 219. Hàng xịn chưa mọi người ơi? Khoác bomber cho em nha các bác nha. Khoác bomber cho em, các chị lên đơn cho em là khoác LV cho em 219.000 đồng. Các chị ơi, quá là đẹp luôn ạ. Khoác LV 219 kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhanh tay. Rồi ok là em nhận đơn nha các chị nha. Khoác LV 219.000. Khoác bomber nha anh em. Rồi ok là em nhận đơn này, có mấy cái thôi, không có nhiều đâu mọi người ơi. Lại ở đâu ra đấy? Có mấy cái thôi, không có nhiều đâu các chị ơi. Khoác LV cho em 219.000 đồng. Ai lấy các bác comment nha. Đẹp cực kỳ luôn. Đẹp cực kỳ luôn này. Bo viền xịn đét như thế này ạ. Các chị ơi khoác bomber cho em. Rất là đỉnh luôn này các bác ơi. Khoác bomber cho em 219.000. Áo len đưa chị em ơi. Áo len hơn 200 nên xả cho chị mấy chục nghìn nào. Khoác LV 219 ok la này. Nào áo len cho em. Nó cứ phải gọi là dày vãi cả dày ạ. Nó cứ phải gọi là dày vãi cả dày luôn nha mọi người ơi. Bản lên chữ Essential cho em. Ngày hôm nay em tiếp tục em xả lỗ cho các bác luôn này. Số lượng không có nhiều đâu các chị. Số lượng em không có nhiều đâu nha. Các chị comment cho em là lên chữ cho em kèm số điện thoại. Lên chữ kèm số điện thoại cho em. Em này form dài rộng dấu quần à. Em này form dài rộng dấu quần. Mua 2 cái cọc giúp em các chị ơi. Mua 2 cái cọc giúp em nha. Pop Bomber LV mua 2 cái phải cọc nha các chị ơi. Số tài khoản được ghi ở dưới bình luận đấy nha mọi người. Rồi các chị khách lên đơn cho em mã này. Khách mới mua lần đầu cọc giúp mình 100.000 nhá. Này các bác ơi, 89.000 một cái áo len các bác có tin được không ạ? 89.000 đồng một cái áo len các bác có tin được không? Tối nhề. Rồi các chị comment cho em này. Áo len 89k kèm số điện thoại. Áo len cho em 89.000 đồng kèm số điện thoại nha các bác nha. Áo len cho em 89k nha các chị ơi. Áo len 89 kèm số điện thoại. Ok là em nhận đơn này. Trời ơi, đáng nghiện thì không phải ngại chị Nguyên Đỗ ơi. Đáng nghiện thì không phải ngại ạ. Áo len cho em 89.000 đồng nhắn tin. Em ơi bỏ cái đơn đấy ra đi em ơi. Bỏ cái đơn khoác bomber ra đi em ơi. Để riêng ra đi. Chốt hai cái xong bây giờ nhắn tin hỏi có sai hay không. Em chỉ bán hàng ở trên livestream thôi các chị ơi, các chị đừng làm em tăng sông nữa đi. Bỏ ra đi. Các chị lên đơn cho em mã này ạ. Áo len cho em 89k. Trả lời là nhà em không trả lời tin nhắn. Trả lời lại tin nhắn của khách là nhà em không trả lời tin nhắn. Các chị muốn hỏi gì thì vào livestream, đừng chốt đơn ở trong livestream xong vào nhắn tin. Các chị ơi không hầu được cái kiểu đấy nha, đã xả lỗ xả rẻ rồi ạ. Các chị lên đơn cho em mã này, áo len cho em 89.000, đéo hiểu sao mẹ mày 70 cân xong rồi chốt xong rồi lại vào tin nhắn hỏi. Mày xéo chị cái mày nhắn tin luôn vào nhóm lẻ khách lẻ của chị cái. Đéo hiểu sao chốt hai cái áo xong nhảy vào hỏi 70 cân. Em nói thật với các chị là 70 cân đi mua hàng big size thì mẹ nhìn em như thế này em bán làm sao được hàng 70 cân. Áo đá đéo chịu được. Mà
này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Áo len cho em 89k kèm số điện thoại và địa chỉ. Đừng thấy người ta bán rẻ mà vồ vập vào mua các chị ơi. Rẻ đâu phải là các chị mặc được đâu hả các chị? Bán rẻ đâu phải là các chị mặc được đâu. Bán rẻ mà form dưới 65 cân, 70 cân đâu mặc được đâu mà cứ đâm đầu và chốt. Chốt như kiểu là chưa bao giờ được chốt ấy. Áo len 89k. Áo đéo chịu được. 89.000 đây, lấy các chị lên đơn. Áo len cho em 89k nhá mọi người nha. Áo len 89 kèm số điện thoại giúp em nhá mọi người. Rồi tiếp tục cho em này. Mây mưa cho em, mày chặn nó hộ tao cái. Mày chặn nó hộ tao cái. Sợ quá cơ ấy. Má này các chị comment cho em là mây xanh cho em nha các chị nha. Đây, biết anh thích bầu trời nên em đã bồi hồi chọn màu áo xanh đây. Được chưa ạ? Bà nào chồng bỏ chồng chê này, bà nào chưa có người yêu chốt luôn quả này cho em nha mọi người nha. Má này các chị comment cho em là mây xanh kèm số điện thoại cho em. Tặng các chị 99.000 đồng. Mây xanh em tặng các chị 99k. Ok la chưa ạ? Mấy con gáo đá đừng chốt hàng của em. Hôm nay em tăng sông thật sự luôn đấy. Hôm nay em tăng sông thật sự nên em lên cửa hàng một phát là em nhận luôn ra một, nhận luôn một bao hàng bom của một con khách lẻ. Các chị ơi, mẹ mày ngáo đá đéo chịu được luôn ý. Các chị lên đơn cho em là mây xanh cho em 99k. Ok la chưa ạ? Mây xanh số lượng như nào em ơi? Mây xanh. Không không, mây xanh ở dưới cơ, mây xanh không biết số lượng như nào. Em có mây đen nữa. Mây đen. tao vừa quảng cáo mây xanh xong bây giờ tao lại có mây đen. Thế thì lại u tối à? Đấy, ông bà chúng mày phát đưa cái áo Doraemon kia của chị Si. Đưa đây để chị bán cho chị Si. Mây xanh em hết nha mọi người ơi. Mây xanh không biết là số lượng như nào. Mây xanh không biết số lượng như nào, cứ in đơn. Khách hàng nhân viên xin lỗi sau. Ok la chưa ạ? Đây em chị chửi cũng duyên. Vâng chị ơi, chị phải bán hàng như em thì chị mới biết. Không thể hiền nổi chị ơi. Không thể hiền nổi, nó phải gọi là nó sái cầu từ chồng cho đến nhân viên chị ơi. Nó sái cầu từ chồng cho đến nhân viên luôn. Chị bảo là bán hai bao tải hàng cho một con khách lẻ. Thà nó không mua, nó nhắn tin cho em một câu tử tế là chị ơi em không lấy hàng đâu, em này nó ABC mới mua đi thì đã đành. Nó đợi nhà em ship hàng cho nó xong nó mới hoàn. Thì các chị thử nghĩ mà xem. Các chị thử nghĩ mà xem. Mây đen ông ơi, ông cháu ơi, mây xanh có à? Bao nhiêu cái? Có chục cái. Ơi lại chốt mây xanh này, đưa mây xanh tao quảng cáo. Lại đưa mây xanh để quảng cáo. Đưa mây đen đây, đưa bầu trời cô trời u tối đây, nhanh lên, đưa u tối đây. Rồi em lại quảng cáo mây xanh nha các chị nha. Doraemon chị hết mất rồi em ơi, Doraemon của khách. Đây, mã này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Mây xanh cho em. Mây xanh cho em nha các chị nha. Mặc áo này lâng lâng lên 9 tầng mây luôn các chị ơi. Đây được cho em, để cho em làm người tử tế. Ai cho đơn bây giờ? Thật đấy các chị ơi. Hôm qua em vừa phóng sinh ở đền mẫu Hưng Yên đấy chị. Em quên mất lúc đấy em không đạp chồng em xuống chị ạ. Em quên mất hôm qua em không đạp chồng em xuống. Đây hôm qua em đi về mẫu Hưng Yên đấy, em thủ chị đấy. Má này các chị lên đơn cho em là mây xanh cho em 99k nhá mọi người nhá. Mây xanh 99 kèm số điện thoại cho em. Điên từ chồng cho đến nhân viên nhá chị ạ. Nhân viên thì cứ thấy nó nhắn tin mây xanh cái này chốt cái kia. Mẹ phóng từ tầng 5 xuống tầng 1 nhặt hàng cho nó, phóng phọt cứt. Xong cuối cùng nó bom các chị ơi, có nhục không cơ. Mọi người lên đơn cho em là mây xanh cho em 99.000. Rồi áo chị mặc thôi được rồi, chị bán cho chúng mày. Chị bán cho chúng mày 10 cái nhá. Chị có 50 cái thì chị bán top thôi nha, chị không bán nhiều đâu. Nào đưa cho chị nào. Áo chị mặc là hàng layout nha, bản của nhà GC nhá mọi người ơi. Đây, hàng layout của nhà GC nhá. Thôi chị Bông Bông ơi, em không kết thân kết duyên gì với chị đâu chị ơi. Không kết thân kết duyên gì với chị. Gọi Bông Bông đâu nhá. Gọi chín cuộc không nghe máy. Trời ơi, các bà cứ lên livestream, các bà cứ tương tác với tôi. Xong rồi cuối cùng nhà tôi chốt đơn cho các bà. Thôi đạp thì lại phóng sinh cả chồng, làm người ai làm thế. Ơ kìa, riêng chồng em chỉ cần lệch sóng một phát thôi nha. Bước luôn, không tiến nha các chị nha. Riêng chồng em chỉ cần chớm ở trong đầu của em mà có ý, trong đầu chồng em mà có ý định có gái một cái thì chỉ trong là chớp mắt thôi là chồng em đã mất tất cả, mất vĩnh viễn luôn, mất hết luôn ý. Rồi ok la nha các chị ơi. Đúng rồi, cứ láo một cái là em sẽ phóng sinh. Cứ láo một cái là em sẽ phóng sinh các chị ạ. Không việc gì phải tôn thờ làm cái gì hết các chị ơi. Bây giờ nam nữ bình đẳng thì các chị ơi, không lấy chồng này thì lấy chồng khác, quan trọng gì nói thế chị ạ. Rồi đây anh em ơi, áo em mặc đây nhá mọi người nha. Hàng layout bản 11 cho em. Nhìn kỹ cho em bản 11 này. Màu ve này, bo cổ màu nâu này. Nhìn cổ viền bo to đùng như thế này cho em luôn nha. Không dọa nha, không dọa. Chẳng qua là hôm qua chồng gọi là quay cho cái video hôm qua em
Hôm qua em mặc cái quần hồng chấm bi, các chị à, chồng em bảo là vợ mặc quần hồng chấm bi rất là đáng yêu, để chồng quay video cho. Thế là em ngồi ngay ngắn. Đấy, chồng em quay video cho em, nên là em tha, em không phóng sinh thôi. Chị em nói thật với các chị là đéo hiểu ăn bùa mê thuốc lú gì của khách hàng. Mày bê cho chị cái đơn hàng bao mày lên đây cái. Thế thôi tha. Không hiểu ăn bùa mê thuốc lú gì của nó. Chốt đơn cho nó gần 20 triệu khách lẻ nhá. Cuộc đời em chưa bao giờ bán cho một con khách lẻ nào mà em bán cho nó 20 triệu mà em không bắt nó cọc một cái gì cả. Thịt con mẹ nó nữa chứ. Thịt con mẹ nó nữa chứ. Nó lại ở Tây các chị ơi. Đâu rồi em nói. Đâu rồi các chị ơi. Nó lại ở Tây. Xong rồi lại cô nó là cô già nhận hàng của em. Thì chẳng lẽ em lại chửi từ cô cho đến cháu à các chị. Em lại chửi từ cô cho đến cháu à. Mà thôi em hoan hỉ. Tại vì hôm nay là ngày 28 âm rồi. Mấy hôm nữa là sang mùng 1 tháng mới rồi. Các chị ơi nha, mình phải hoan hỉ. Các chị ạ, hoan hỉ. Không thể nào mà chiều hôm qua mình vừa đi phóng sinh ốc mà tối mình đi ăn ốc được. Các chị ạ, đấy nên là không được. Mình vừa mới sám hối xong mà bây giờ mình ngồi đây mình chửi khách là không được. Thôi tha nha. Hơn 600 người đang xem rồi. Thả like, thả tim mạnh mẽ lên cho em. Con để nó tên là E. Đọc tên anh ơi. Em bắt to đề xuất. Đọc lại em ơi. Em bắt to đề xuất. Đọc to em ơi. Em bắt to đề xuất. Đọc to nữa. Bố con em Emonton Deset. Đấy, nó tên là Emonton Deset các chị ơi. Rồi ôi các chị ơi. Con đấy nó bán, con đấy nó bán đồ ăn đấy các chị. Con đấy nó bán đồ ăn đấy. Các chị ạ. Rồi ôi này. Lúc bạn gọi con tớ đang cầm máy xem YouTube nên không biết gọi lại thì không thấy ai nghe nữa mất rồi. Rất sorry shop. Được nha. Thế thôi nha, rửa tội nha. Rửa tội chị bông bông nhá. Rửa tội phải cọc nhá. Không cọc không chốt đơn đâu nhá. Không cọc không chốt đơn đâu nha. Được rồi, sorry shop được rồi. Các chị sorry à, được rồi các chị ơi. Rồi áo em đang mặc lên đơn cho em. Em biếu em tặng em kỷ niệm các chị luôn nha. Hàng mới đẹp luôn, hàng 1-1 cho em. Xỉ bằng lẻ luôn, em biếu các chị luôn nha. Khỏi bán top top luôn. Đẩy view lên cho em đi, đẩy view lên 700 người xem đi các chị ơi. Đẩy view lên 700 người xem cho em. Ấn vào màn hình thả like, thả tim mạnh mẽ lên giúp em. Em ơi, chuẩn bị 700 người xem rồi, mang hàng ra tặng đi em ơi. Không bán nữa các em ơi. Mang hàng ra tặng đi các em ơi. Thôi được rồi, không bán cái này nữa. Tặng cái này nhá. À không, 700 người xem thì không thể đen tối như thế được. Thôi rồi, bán cái này các chị ơi. Phải bán để lấy tiền thì mới tặng được. Áo em đang mặc này, hai mặt luôn nha các bác. Áo em đang mặc hai mặt luôn đấy các bác ơi. Em tặng kỷ niệm các chị luôn. Hàng 1-1 cho em, túi đây. Túi bản layout xịn sò luôn nhá. Check code, check mã, check tag thoải mái cho em nhá mọi người ơi. Vạch áo cho người xem tang này. Ok la chưa ạ? 139.000 đồng, bán đúng 10 cái. Không bán nữa nha mọi người nhá. 139 cho em, ai lấy các chị lên đơn. Mickey 139 kèm số điện thoại. Em bán đúng 139.000 và chỉ bán 10 cái thôi, không bán nhiều đâu. Form đây mọi người. Form đây nha các bác nha. Siêu đẹp luôn này. Rồi, được chưa? Mickey cho em 139.000. Đẩy view lên cho em đi các chị ơi. Đẩy view lên cho em. Hôm nay em like ở dưới kho nó hơi tối một tí, các chị thông cảm nhá mọi người. Hôm nay em like ở dưới kho nó hơi tối một tí, các chị thông cảm cho em. Mickey cho em 139.000 đưa hàng đi em ơi. Mickey 139 kèm số điện thoại cho em nha. Hàng này là hàng bán top top, không bán Facebook đâu mọi người ơi. Rất là nhiều hàng đẹp Mickey để bán top top chị kèm ơi. Số điện thoại. Mickey cho em 139.000 áo em mặc ok. Mickey 139 này, 59 cân mặc vừa ok. Mickey 139 cho em. Mickey 139 ạ. Mickey cho em 139.000 nhanh tay mọi người ơi. Rồi Mickey cho em 139 này, 139 ok này. Một cái này. Rồi em còn hai cái nữa. À em còn ba cái, một cái em mặc nha các chị ơi. Rồi Mickey cho em 139.000. Ok là em nhận đơn Mickey này. 139.000 cho em. Không đẹp không lấy tiền nha mọi người. Không đẹp không lấy tiền luôn. Có chốt nữa không em, toàn khách mới thôi em ơi. Toàn khách mới thôi. Không được đúng không? Em ơi đọc xem bao nhiêu khách mới. Đọc xem bao nhiêu khách mới để chốt dự bị đi. Ok, các chị comment cho em là dự bị Mickey 139 giúp em. Hàng em vẫn còn. Tất cả những khách mới chốt đơn cho Mickey này với giá 139 thôi. Em chỉ chốt 10 cái với giá 139 thôi. Các chị comment cho em là giờ bờ Mickey 139 nhiều khách mới. Là dự bị Mickey 139 cho em form Mickey thoải mái. Dưới 70 cân các chị mặc ok. Dưới 70 cân các chị mặc ok nhá mọi người nhá. Rồi các chị comment cho em là giờ bờ Mickey 139 cho em là dự bị Mickey 139. Ai lấy các chị comment cho em là dự bị Mickey 139 cho em nhá mọi người nha. Rồi em liên tiếp với các chị bản gấu râu siêu đẹp. À chị Si ơi, hai cái áo Doraemon của chị này. Đấy. Hai cái áo Doraemon của chị này, em để luôn đây cho chị này. Rồi các chị lên đơn cho em mã này ạ. Mã này các chị comment cho em. Nick TikTok của chị, nhân viên là chị mới lập, nhân viên sale là chị mới lập là
nó liên quan đến chữ cô gấu. Cứ tìm cô gấu là ra chị nhá. Cứ tìm cô gấu là ra chị nha. Hải Giang có nhá. Hải Giang có nha. Rồi các chị lên đơn cho em mã này ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là gấu kẻ cho em. Em biếu các chị luôn 69.000 đồng một áo. Hàng siêu cấp VIP nhá mọi người. Gấu kẻ cho em 69.000 đồng một áo. Hàng siêu cấp VIP cho em. Thảo ơi đọc cho chị nick TikTok của chị gái. Là cô gấu, là shop cô gấu, là cô gấu chùm siêu cấp VIP. Và cô gấu gì ấy, em có 3 nick TikTok nha các chị nha. Em có 3 nick TikTok, các chị cứ tìm cô gấu là ra em được chưa. Cô gấu 116 nha. Đây. Không, nick của chị chưa bán gì, nick của chị là nick trắng. Vừa mới liên kết họ hàng xong. Gấu kẻ cho em 69.000 ạ. Gấu kẻ cho em 69.000 đồng nha mọi người. Sẽ ưu tiên cho khách quen và khách mới phải đồng ý cọc thì mới lên đơn. Khách mới đồng ý cọc nhé em mới lên đơn. Khách mới đồng ý cọc nhé em mới lên đơn nha các chị nha. Gấu kẻ 69.000. Áo hoa nổi cho em. Áo hoa nổi 250.000, nói điêu mất lộc luôn. Hết gấu kẻ. Áo hoa nổi nhà đang bán, số em đang bán là 250.000. Em tặng các chị luôn ạ. 99.000 đồng. Được chưa các chị ơi, 99.000 đồng cho em hôm nay xả kho lỗ to luôn ạ. 99.000. Ai lấy các bác comment ạ. Hoa đen và hoa đỏ cho em 99.000 đồng nha các chị nha. Ai lấy màu nào các chị lên đơn màu đấy. Áo khoác cardigan hoa nổi ạ. Áo khoác cardigan hoa nổi cho em này. Eo ơi này các chị ơi, mấy bông hoa này, mấy bông hoa này nó đã phải đến 200.000 rồi. Các chị ơi, mấy bông hoa này nó phải trị giá đến 200.000 rồi. Gấu em bán cả hết áo, bán áo tặng hoa cho các chị. Được chưa ạ? Bán áo tặng hoa cho các chị 99.000. Ok là chưa ạ? Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Gấu kẻ em hết nha mọi người ơi. Các chị lên đơn cho em ạ. Sao lại xếp lên gấu xám gì ở đây? Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Hoa đỏ và hoa đen cho em. Hoa đỏ và hoa đen em tặng các chị 99.000 đồng nha các chị nha. Khách mới các chị chủ động cọc giúp em. Khách mới các chị chủ động cọc giúp em. Gấu kẻ em hết, đợi em. Thì em lên mã khác cho các chị ạ. Thì em lên mã khác cho các chị ạ. Sao cái loa ở dưới này tối thế nhỉ? Chốt tối sáng nhận được hàng. Nhanh quá. Ôi thế sao chốt tối mà sáng nhận được hàng nhỉ? Nhanh thế nhỉ? Các chị lên đơn cho em ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là hoa đỏ và hoa đen cho em nha các chị nha. Hoa mấy đơn liền không kịp vay tiền. Thôi người giàu cứ giả bộ thế chết. Người giàu đừng giả bộ thế. Người giàu chốt đơn tiếp đi Phương ơi. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Hoa đen và hoa đỏ cho em 99.000 đồng nha các bác nha. Hoa đen 99k kèm số điện thoại. Hoa đỏ 99k kèm số điện thoại cho em. Được chưa mọi người? Có nhìn thấy mọi người cọc rồi chị 200k ok la luôn. Mickey 139 comment dự bị giúp em. Mickey 139 comment chữ dự bị giúp em nhá mọi người nha. Hoa đen và hoa đỏ cho em 99.000. Ok la em nhận đơn này. Bộ em ơi, đưa bộ cho chị em ơi. Hoa đen và hoa đỏ cho em 99.000. Ai lấy các chị lên đơn ok la chị nhận bộ nhá mọi người. Chốt đơn đi về. Comment kèm số điện thoại nha em chưa. Em không kèm comment kèm số điện thoại không có đơn. Thảo ơi mày chắc ngay cái mã này mày đặt tên là cái gì mà gấu cúi nổi cái. Mã này các chị lên okay, cho em là gấu hồng và gấu đỏ giúp em này. Có đúng một cái thôi các chị ơi. Hàng 350 em tặng các chị luôn 199.000. Ok em, ok Giang. Mã này các chị lên đơn cho em là gấu hồng cho em 199.000 ạ. Và gấu đỏ cho em 199.000 nhá. Dự bị Mickey Chan Mama này. Ôi không, không phải dự bị đâu. Em ơi lấy ngay à, hàng của khách mới cho luôn bạn ý cái. Cho luôn bạn ý cái. Riêng đã cọc rồi thì không có dự bị dự đeo gì hết nha các chị nha. Cứ cọc là có đơn. Các chị cứ cọc cho em là có đơn nha các chị nha. Gấu hồng cho em 199.000 ạ. Và gấu đỏ cho em 199.000 này mọi người ơi. Ok là em hết này. Quá là rẻ luôn nha các bác nha. Dự bị Mickey à? Không, đồ gia thủ công thấy có rồi. Mà đồ gia thủ công thấy có mà. Nào, các chị ơi, em chuẩn bị sang lấn sân sang tóc tóc rồi. Nên là mấy quả thương hiệu như này em sẽ xả lỗ cho các chị nha. Mấy cái hàng thương hiệu này em sẽ xả lỗ cho các chị nha. Bóc của chị với. Comment cho em là GC nâu, GC xanh ngọc và GC than. Gấu hồng và gấu đỏ hết hàng ạ, 199.000. Rồi, các chị lên đơn cho em mã này. Các chị lên đơn cho em mã GC này siêu đẹp luôn. Các chị nhìn chất len này. Nó cứ phải gọi là dày vãi cả dày luôn ý. Má này mà dơ lên top top thì chắc là mất nick. Chắc là bay nick các chị ơi. Chắc là bay nick. Nên là thôi em cho bay luôn. Lên đường luôn được chưa. Nếu mà các chị mua hàng nhà em là các chị biết em bán là 259.000.
Ngày hôm nay em chốt sale cho các chị ạ, 159.000 đồng. Hôm nay ai không mua livestream hôm nay đảm bảo tiếp. Ai không mua livestream hôm nay đảm bảo tiếp. Màu xanh lá sau lưng em kìa, em làm sao mà móc được hả chị ơi? Em không móc được, để đợi để em gọi chúng nó lấy mẫu nha. Đợi để em gọi chúng nó lấy mẫu chị nha. Gửi thẻ cào được em ơi, gửi thẻ Viettel 50 thôi em. Má này các chị lên đơn cho em là GC kèm màu kèm số điện thoại giúp em. GC kèm màu kèm số điện thoại giúp em 159.000 đồng nha các chị nha, 159 cho em. Ai lấy các chị lên đơn ạ. GC than 159 ạ. GC xanh ngọc cho em 159.000. GC xanh ngọc cho em 159.000 ạ. Và GC nâu cho em 159.000 đồng. Ok là chưa ạ? 159 các chị không nghe nhầm đâu mọi người ơi. Em có 15 cái. Em có 15 cái là hết hàng nha mọi người. Xanh kia. Xanh. Còn nâu thôi. Ai bảo thế? GC này thằng ấy nó vừa lấy ở dưới mà. Ok này, có đồ mặc trong nam không? Đồ mặc trong nam thì bây giờ chỉ có ấy thôi. Bây giờ chỉ có áo phông thôi các chị ơi. GC kèm màu kèm okay, số điện thoại giúp em. Ok là GC kèm GC màu kèm số điện thoại giúp em. Ngày mai vẫn có nhân viên gọi điện chốt đơn, mọi người yên tâm. Ngày mai vẫn có nhân viên gọi điện chốt đơn nha các chị nha. Các chị cứ yên tâm. Không bom hàng em là được, để ý nghe điện thoại là được. GC kèm màu kèm số điện thoại này 159.000. Ok là chưa ạ? Rồi, miền Nam Sài Gòn ơi, chị Natalie nhận tiền chưa em? Natalie nhận tiền chưa? Natalie mới. À ok, dồn hàng à? Tại vì chị thấy hàng vẫn ở đây mà. Rồi em chỉ biết bán thôi mà, em có biết là các chị trả tiền hay chưa trả tiền đúng không mọi người? Ca nào khó quá nhân viên báo thì em mới biết chứ. Cứ cuối ngày là em báo view các chị thôi. Xong rồi là sẽ có nhân viên làm công nợ. Set CC ạ. Set CC cho em số lượng bao nhiêu đây em ơi? Set CC cho em nhé mọi người ơi. Set CC siêu đẹp luôn. Hàng full búp xịn sò như thế này. Các chị lên đơn cho em là CC xanh cho em. Em biếu các chị luôn. 99.000 đồng một áo. MC xanh ngọc GC. Chị Kim Xuyến ơi, GC là gu xì đó chị. GC nâu no, ok là em nhận đơn này. Comment cho em là GC xanh ngọc kèm số điện thoại. Em mới cộng 100k rồi ạ. Chị cảm ơn Mai Trà rất là nhiều nha. Cái này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? CC xanh kèm số điện thoại cho em. Hàng siêu cấp VIP ạ. Form dưới 65 cân các chị mọc vừa. Má kèm số điện thoại cho em. Má kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giúp em. CC xanh kèm số điện thoại cho em. 99.000 đưa cho chị áo không đá đi em. CC xanh kèm số điện thoại cho em. 99.000 đồng một set nha các chị nha. Đây hàng đẹp như thế này luôn ạ. Hàng đẹp như thế này luôn nha mọi người ơi. CC xanh cho em 99.000, siêu đẹp. Ai lấy các bác comment. CC xanh kèm số điện thoại này 99.000 này. Rồi, áo kẻ đây, áo nỉ kẻ đây mọi người ơi. Khách mới mua trên 2 sản phẩm chủ động cọc giúp em. Chị Hà Thành ơi, chị mua nhiều chủ động cọc giúp em nha. U là trời mọi người ơi. CC xanh không lên số điện thoại không chốt đơn được anh em ơi. Không lên số điện thoại không chốt đơn được đâu anh em ơi. Đẹp không? 250.000. 250 em chốt đơn đâu chị. Em ơi Bảo Long đưa chị bộ VIP đùi dưới đây chị sẵn. Má này các chị lên đơn cho em ạ. 99.000 ok. Kể VIP cho em kèm số điện thoại. Kể VIP cho em kèm số điện thoại em biếu các chị luôn. 79.000 đồng một cái áo nỉ kẻ VIP dày dặn như okay, thế này. CC xanh này. 79.000 đồng chốt dư vị CC xanh đi. Còn khách chuẩn thôi. Còn khách chuẩn à? Em hết CC xanh. Sẽ ưu tiên thôi. Các chị lên đơn cho em ạ. Cả những cái mã xả sẽ ưu tiên khách chuẩn. Kẻ VIP cho em kèm số điện thoại. Không quen nhưng cũng phải chuẩn nhé. Không không em. Em có đơn rồi thì em không phải lên số điện thoại nữa nha. Có đơn thì không phải lên số điện thoại nữa. Có đơn rồi thì comment là dồn đơn nhá. Chan ơi. Chan có đơn rồi, Chan comment chị là dồn đơn. Rồi, các chị lên đơn cho em là gì ạ? VIP kể cho em kèm số điện thoại. Kể VIP cho em kèm số điện thoại 79.000 ạ. Kể VIP 79k kèm số điện thoại cho em nhá mọi người. Form từ 40 cho đến dưới 65 cân. Các chị mặc vừa đây, rất là đẹp. Kể VIP cho em, ai lấy các bác lên đơn ạ. Đúng rồi, form rộng dấu quần, nhà em toàn form dấu quần. Mai Trà có kẻ VIP này. Nhà em toàn form dấu quần nữa các chị ơi. Kẻ VIP cho em 79.000. Không, màu này cơ ông ơi. Màu này cơ ông ơi, các ông đưa tôi có một cái. Hay quá, kẻ VIP ok là. Số lượng cực kỳ có hạn. Thằng đưa chị cái đấy đi cho nào. Nơ nhá. Hôm nay em xả lỗ hết cho các chị nha. Đưa chị Liêu.
có 3 cái kẻ VIP này em đưa cho chị nhá. Ưu tiên chị Ly nha. Venmo vẫn lỗi. Venmo vẫn lỗi chị ơi. Đây chị Ly lấy 3 cái này, chị Ly comment cho em là ok này. Natalie ơi, kẻ VIP hết mất rồi. Đâu đưa chị kẻ VIP màu khác đi em. Chị Ly lấy màu này, chị Ly comment cho em là ok. Cái này có mấy cái em? Chân nó dày vãi cả dày luôn ý ạ. Chị Ly chuyển sang màu khác ok. Rồi đấy, đi. Lấy cho chị Ly 3 cái này em ơi. Ly rồi. Cơ hội. Cái này có đúng một cái đúng không? Má này các chị comment cho em là má duy nhất đưa chị áo nỉ của nhà mình đi em. Cho Natalie. Thôi đây đây đây, từ từ đã nào. Natalie duy nhất cho em màu tây chưa? Ai lấy các chị comment cho em là duy nhất này, chị Natalie có ok không nào? Chị Natalie ok là em ưu tiên này. Đây cái này của chị Ly này em ơi. Rồi. Đấy các chị ơi, cứ cọc tiền cho em là vào hết cả danh sách ưu tiên luôn. Không chốt cũng được, chốt đơn. Được chưa? Nào cái này comment cho em là VIP khác cho em. VIP khác cho em ạ. Đâu rồi bà kia, đâu rồi? Comment nhảy nhiều quá. Duy nhất có một cái đang ưu tiên bà Natalie. Đợi cho chị comment ok thì em chốt, còn không thì em sẽ in cho một chị khác nha. Nào đưa chị đây đi. Miu Miu à? Trời ơi, Miu Miu cho em nhá mọi người. Thôi, chốt cho Meo Meo hai cái kia đi em. Chồng in duy nhất nhưng mà chồng đưa cái màu khác cho Meo Meo. Chị có một cái màu khác chị đưa luôn cho em nha. Áo khoác lông Balenciaga chị hết hàng rồi em ơi. Ok ok, chốt duy nhất in cho ai đi. In cho ai đi em. Phải biết khách người ta thích cái gì, ông hiểu chưa? Chứ không phải ông in đơn ra xong ông bảo người ta như thế. Chị nhất cho Chan mắt mắt. Rồi, ok la này. Các chị ơi, áo thun Miu Miu cho em siêu đẹp luôn. Áo thun Miu Miu nhá mọi người ơi. Đẹp cực kỳ luôn này. Áo thun Miu Miu cho em ạ, không thể thiếu trong tủ đồ của chị em mình. Áo thun Miu Miu cho em này, đẹp không? Đây, hôm nay ngồi ở kho này nó hơi... thấy ok không? Cậu 200 phát nhưng phần mềm nó bắt lên kia một lần. Hết ra màn. Các chị nhìn này, toàn lên đầu. Áo Miu Miu cho em siêu đẹp nhá. Cúc ngực nhá, logo nhá, xịn sò cực kỳ luôn. Được chưa? Các chị lên đơn cho em là Miu nâu cho em này. À không được, Miu đen, Miu đen. Má này các chị lên đơn cho em là Miu đen nhá mọi người. Đây, em ngồi kỹ cho mọi người xem. Form hơi bị đẹp luôn. Miu đen, Miu nâu và Miu hồng cho em. Má này nhà em nhập vào là hàng 170.000. Ngày hôm nay em bán tặng các chị luôn ạ. 91.000 đồng. Được chưa mọi người ơi? Nếu không đẹp em nguyện không bán cho đỡ mất thời gian của các chị. Ok la chưa ạ? 91.000 đồng. Miu đen cho em 91k. Ok la chưa ạ? Miu hồng cho em 91.000. Hôm nay em xả kho, em xả toang luôn các chị ơi. Miu hồng cho em 91.000. Để em chuyển khoản cọc ạ. Okay. Lên cho chị số điện thoại và địa chỉ đi. Thanh Thảo ơi. U là trời, Miu nâu cho em 91.000 nhá mọi người nha. Miu đen, Miu nâu và Miu hồng cho em 91.000 này. Tác Miu Miu là tác Miu Miu trái tim đá nhá mọi người ơi. Đó, tác Miu Miu trái tim đá cho em siêu đẹp. Năm nay cực kỳ hot những cái dòng của polo như thế này, chất siêu đẹp luôn. Dưới 70 cân, 75 cân, cân được hết cho các chị. Dưới 70, 75 cân, cân được hết cho chị em mình luôn. Miu kèm màu kèm số điện thoại. Miu kèm màu kèm số điện thoại cho em. Miu hồng. Miu đen, Miu nâu và Miu hồng cho em 91.000 đồng. Ngày hôm nay em xả lỗ hết cho các chị ạ. Cứ yên sở tâm là như thế đi mọi người ơi. Đây, hàng siêu đẹp luôn này. Chất này, chất này. Chất này, đỉnh đen nét căng luôn nha mọi người. Chất đỉnh đen nét, móc dài đấy. Các chị lên đơn cho em ạ. Miu kèm màu kèm số điện thoại. Miu đen cho em 91k. Miu nâu cho em này 91.000 này. Và Miu hồng cho em mỗi màu em còn 2 cái là hết. Mỗi màu em còn 2 cái là hết này, ok la này. Em ơi, lên mã nào hết mã đấy. Mỗi màu em còn 2 cái là hết nha mọi người. Anh mới vui lòng cọc giúp mình 100.000 nhá. Anh mới vui lòng cọc giúp nhà em để nhà em lên đơn nha. Rồi, sao hết rồi các chị ơi. Miu đen còn 1 cái, Miu hồng còn 1 cái, Miu nâu còn 2 cái là hết hàng. Nhá mọi người. Ok la chưa? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Rồi, ok la này. Miu kèm màu kèm số điện thoại cho em. Tiếp tục nhá mọi người. Set CC ạ. Set CC gồm một áo và một quần nha. Set CC cho em gồm một áo và một quần luôn này. CC No 5 này các bác ơi. U là trời, cả một set luôn ạ. Cả một set luôn nha mọi người ơi. Hết nước chấm luôn. Má này các chị comment cho em là CC đen cho em kèm số điện thoại cả một set, em xả lỗ cho các chị luôn. 159.000.
59. Ok là chưa? 159.000 đồng này các bác này. Nhìn cho em quần này, siêu đẹp luôn. Đây, trời ơi, vẫn quen cái kiểu mà livestream bình thường ấy. Đây, CC cho em 159.000. Chủ động cọc giúp em nha các chị ơi. Chủ động cọc giúp em nha các bác nha. Set CC cho em 159.000, form thoải mái cho các chị. Dưới 65 cân các chị mặc ok la. Dưới 65 cân các chị mặc ok la luôn. Này, set túi giấy nha mọi người. Set túi giấy cho em nhé, em sẽ thay túi cho các chị. Vì túi giấy hàng về nó hơi nát một tí. Đây, set CC cho em quần dài nha, không phải quần đùi đâu anh em. Quá là hời luôn. Các chị mua set này quá quá là hời luôn mọi người ơi. Các chị mặc xuân hạ thu đông 4 mùa các chị đều mặc được cho em. Set CC kèm số điện thoại ok la chưa? Set CC cho em kèm số điện thoại. Miu đen đã cọc ok Hà Thạch. Miu đen còn không em? Miu đen còn đúng một cái. Ok này, các chị lên đơn cho em ạ. Má này các chị lên đơn cho em ạ. Set CC cho em kèm số điện thoại. Set CC cho em kèm số điện thoại nhé mọi người ơi. Áo này hết đúng không? Set CC cho em là 100 bao nhiêu đấy? 159.000 các bác ơi, thả like thả tim mạnh mẽ lên. Thả like thả tim mạnh mẽ lên cho em nhé mọi người ơi. Rồi em lên cho các chị mã mây đen. Em lên cho các chị mã áo len mây đen ạ. Thôi xả kho chỉ có ngồi như này thôi chứ đúng mỏi mệt lắm các chị ơi, không nói được. Đây ạ. Các chị lên đơn cho em mã này mây đen cho em kèm số điện thoại em nhận đơn. Mây đen kèm số điện thoại em nhận đơn nhá. Còn một nghỉ gấu không chị, chắc là chị hết rồi em ơi. Mã này các chị lên đơn cho em là mây đen cho em ạ. Mây đen ạ, 99.000. Mây đen 99k kèm số điện thoại. Chị đang mặc là cả một set em 159. Ồ quá là rẻ luôn. 159.000. Mã này các chị lên đơn cho em là mây đen. Đây set chị mặc đây, đưa chị cái bộ đấy. Set chị mặc đây, áo chị mặc đây, quần đây. Đưa chị một bộ mới nào. Đây set chị mặc đây. Hàng về mới về nó hơi nát một tí. Hàng mới về nó hơi nát túi, nát bút một tí. Hay bút luôn cho các chị em mình nếu cái nào nát quá được chưa. Rồi các chị lên đơn cho em ạ. Set CC đây ạ, 159.000 đồng một set cho em. Set CC cho em 159.000 đồng một set. Xịn sò sọ xìn ạ. Xịn sò sọ xìn luôn. 159.000, dưới 65 cân đổi số màu vừa. 65 cân vui lòng cao trên 1m6 ạ. 65 cân vui lòng cao trên 1m6 giúp em. Ok la chưa ạ, set CC cho em 159.000. Ai lấy các bác lên đơn. À ôi điện thoại nổ kinh khủng luôn. Điện thoại nổ đơn kinh khủng luôn. Áo nỉ ạ. Áo nỉ cho em, áo nỉ nhà em nhập vào là nhà em bán là 199.000 nha. Áo nỉ LV gấu nha. Áo nỉ gấu LV này, nhà em đang bán là 199.000. Em xả lỗ luôn cho các chị số lượng bao nhiêu cái, báo xuống tầng 3 check luôn em ạ. Báo ra tầng 3 check. Mã này các chị comment cho em là LV trắng kèm số điện thoại. CCC ok này. LV trắng kèm số điện thoại cho em 99.000 lên đường luôn. 99.000 đồng lên đường luôn nhá mọi người nhá. Dọn kho lỗ to rồi các chị ơi, hôm nay các chị mua hàng không lo về giá luôn. 99.000. Ai lấy các bác comment ạ. LV trắng 99k kèm số điện thoại cho em nhá mọi người ơi. Kim Anh Phạm comment một lần được rồi nhá, Kim Anh Phạm ơi. Kim Anh Phạm comment một lần giúp em nha. LV trắng cho em 99.000 ạ. Check ở dưới xem là số lượng như nào em ơi. Mấy? LV trắng 99k này. Ok la này. Tiếp em ơi, LV đen ạ. LV đen luôn này, 99.000 ạ. Nhanh tay ạ. Bao nhiêu? Thế à, ok la này. LV đen cho em 99k. Rất là nhiều hàng mới nhà em chưa lên like các chị ơi. Hôm nay em quyết định là em xả hết cho các chị nha. LV đen, LV trắng, LV cam cho em 99.000. Ai lấy các chị lên đơn, em hết LV trắng ạ. Các chị chuyển sang cho em là LV cam và LV đen cho em. Đơn kim thoa trừ hết cặp cho em. Ok. Đấy, các chị lên đơn cho em là LV đen cho em 99k. Em mua nhiều cộng thêm giúp anh nhá. Chan ơi, em được cả LV trắng rồi đấy. Bây giờ em rút cả LV đen này em. LV đen, LV... À quên nhầm, LV đen và LV cam. Bây giờ em chỉ có LV đen và LV cam thôi. Em tặng các chị là 99.000 đồng ạ. LV đen 99k, LV cam đẹp cực. Thẳng qua livestream ở dưới kho nó hơi tối một tí. Đây, livestream ở kho nó hơi tối một tí rồi các chị ơi. LV cam cho em 99.000 đồng. Ai lấy các bác lên đơn. LV cam cho em 99k nhé mọi người nha.
LV cam là LV cam. 99.000 à? LV cam ok là em nhận đơn này. 99.000, ai lấy các bác lên đơn ạ? À? 99.000 quá là rẻ luôn nhá mọi người. Rồi đợi em nha, hàng mới lát nữa em sẽ sale cho cả, sale hết các chị ơi, full sale hết. Bây giờ tóm lại là chị bán có 40 ngày nữa là đến Tết rồi các chị ơi. Nhà em chỉ bán 40 ngày nữa là nghỉ Tết rồi nên là em chuyển hướng rồi các chị ạ. Em chuyển hướng rồi. Các chị lên đơn cho em ạ, LV đen cho em 99k hết chưa? LV đen và LV cam. Chị Đồng Thị Kim Liên ơi, chị lấy đen hay chị lấy cam đấy ạ? Đồng Thị Kim Liên lấy thêm cam thì comment là thêm cam nhá. Thêm cam thì chị comment là thêm cam ạ. Thì link cam ok này. LV đen này, ok này. LV cam này, còn hai cái cam nữa là hết. Còn hai cái cam nữa. Khách mới mua lần đầu, vui lòng cọc giúp mình 100.000 để đi đơn nhá. Này các chị nhìn áo nỉ của nhà em này, nó vip 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 như này. Rồi các chị cứ tinh tinh nổ đơn đi mọi người. Các chị cứ tinh tinh cứ nổ đơn cho em đi. Siêu cấp vip ạ. Số lượng bao nhiêu? Rồi ok là số lượng có luôn rồi các chị. Quả siêu cấp VIP này thì bác nào mà em nói thật là bác nào mà săn được quả này là nhớ em đến suốt đời này luôn đấy các chị ơi. 259.000 hôm nay chốt đơn cho các chị với giá là 159.000 đồng. 159 chị đang mặc là CC đen em, 159. Chị mặc là cả áo và quần dài nhá, áo cộc quần dài nhá. Bill tiền triệu luôn các bà. Nhận hàng full book nha. Book xịn đét nha, không nát tí nào luôn được chưa ạ? Đây. Siêu cấp VIP tiền triệu bán cho các chị tiền chục tiền trăm. Thả like thả tim mạnh mẽ lên cho em. Em sẽ bán cho các chị một cái. Em sẽ bán cho các chị một cái với giá là 59.000. Ok la chưa ạ? Em sẽ bán cho các chị một cái với giá là 59.000. Các chị comment này. Ok chăm. Vịt 59 kèm số điện thoại nhá các chị. Vịt 59 kèm số điện thoại. Đợi nhân viên nhà em báo số lượng em sẽ chốt tiếp cho các chị. Vịt cho em 59.000, em bán đúng một cái thôi. Bán giá tặng thôi nhá mọi người nhá. Bán giá tặng thôi, kèm số điện thoại giúp em. Ai có đơn rồi các chị comment vịt 59 dồn đơn, ok la chưa ạ? Comment cho em là vịt 59 giúp em. Rồi em ơi, báo số lượng cho chị. Rồi chị bán, em bán một cái với giá 59.000, ok la chưa? Ai được chốt đơn vịt 59 các chị comment xác nhận đi. Ai được chốt đơn vịt 59 các chị comment cho em chữ xác nhận vào đây nhá mọi người nha. Rồi tiếp tục. Chị Thi ok này. Chị Thi ạ, chị Thi Nguyễn được chốt đơn với giá là 59.000. Nào comment xác nhận cho em. Sướng không mọi người ơi? Follow em, follow me. Follow em đi mọi người ơi. Dành ra một tuần để xả kho nhá mọi người nhá. Dành ra một tuần để xả kho. Được chưa ạ? Đã chuyển khoản em cảm ơn chị Diệp Nguyễn ạ. Đây, các chị có đơn nhà em không đọc tên đâu. Nhà em in đơn rõ ràng cho các chị luôn. Ok la chưa ạ? Rồi tiếp tục cho em. Em có vịt đen và vịt trắng em xả lỗ cho các chị 159.000. Các chị lên đơn cho em là vịt đen 159 và vịt trắng cho em 159.000. Thích thế Thanh em. Ok, okay chị, em cảm ơn chị ạ. Người nhà em nhận được hàng rồi nha chị. Chị cảm ơn Châu Ly nha. Hẹn Châu Ly tối nay nha. Rất là nhiều set lên luôn. Em bán một cái với giá là 59.000. Là em bán rẻ cho các chị 200.000 một áo được chưa ạ? Và bây giờ là em có 6 cái em bán cho các chị với giá là 159.000. Em có 6 cái em bán với giá là 159.000. Các chị lên đơn cho em là vịt đen 159 nhá mọi người. Vịt đen cho em 159.000 đồng nhá mọi người. Các chị nhìn chất này. Đó là chân nỉ chân cua nhá mọi người ơi. Nó là chân nỉ chân cua cho em siêu đẹp luôn. Vịt đen 159.000. Hàng full book chuẩn xịn ạ. Vịt đen cho em 159 và vịt trắng cho em 159. Kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Kèm số điện thoại giúp em. Khách mới mua lần đầu vui lòng cọc giúp mình 100.000 để đi đơn nhá. Chất siêu đẹp luôn nhá mọi người. Vịt đen cho em 159.000 và vịt trắng cho em 159.000. Chốt mỗi màu 3 cái là hết hàng. Chốt mỗi màu 3 cái là hết hàng nha các chị nha. Hàng full book full bill chuẩn xịn như thế này. Hàng full book full bill chuẩn xịn. Nhận hàng về đập hộp xuống gen. Có vịt đen này. Khách mới cọc giúp mình 100.000 luôn nhá. Xuống gen luôn. Khách mới chủ động cọc giúp em nha các chị ơi. Khách mới mua live stream ngày hôm nay chủ động cọc giúp em nha các chị nha. À tối nay chị định lên set len. Chị đang bảo nhân viên là chuẩn bị set len. Tối nay chị mới định lên set len. Nhà có cái set gì không em? Đưa áo len đi chị xả nó em ơi. Mã này các chị lên đơn cho em ạ. À nhà chị còn nhiều set lắm, đợi chị nha. Vịt trắng cho em 159.000. Eo ơi các chị chơi không hề sạch một tí nào luôn. Em ạ. Bán 59.000 lỗ 200.000 thì comment như điên. Bán 159.000 của 3 người chốt ông ạ. Thôi nha, em sẽ không bán rẻ cho các chị nữa đâu. Thế này là em chịu rồi anh em ơi. Anh em mua như này là không xanh chín rồi. Nhà em đang bán là 259. Em bán cho các
là chị 159.000 quá là rẻ rồi nha. Ok la chưa? Rồi tiếp tục cho em áo len. Áo len nha mọi người. Thêm đen nó trang này. Áo len 208.000 này. Trắng có hai cái Vân Mỹ ok này, Vân Mỹ khách Vân mới cọc cọc giúp em ạ. Vân Mỹ cọc giúp em ạ. Quá rẻ rồi. Áo len 159.000. Áo len 208.000. Bộ em đang mặc là 159.000. Các chị comment cho em là CC đen đẹp vãi trưởng luôn ạ. CC đen của nhà em là hàng túi giấy như thế này nhá. CC đen của em là hàng túi giấy như thế này nhá mọi người ơi. Đây bộ em mặc đây, CC đen cho em 159.000. Lỗ sấp mặt L luôn đấy ạ. 159. Ok la chưa? CC đen quần dài và áo cộc cho em. Mặc đi đâu cũng được các chị ạ. Có tính ứng dụng cao, rất là đẹp luôn. Em khẳng định các chị là các chị chưa bao giờ nhìn thấy một cái bộ đồ mà nó phối màu đen với màu hồng sen như thế này. Nó là mẫu hot hết của nhà CC, nhìn cổ áo này. Xịn sò chưa? Bo cổ cho các chị nha. CC đen cho em 159.000 phông đá em ơi, cho khách một mã phông đá đi em. CC đen cho em 159.000 đồng cho chị một mã áo phông ở đâu nhỉ? Rồi đợi em nha, CC đen ok la này. 159 em lên cho các chị một mã áo len trước. Em lên cho các chị một mã áo len trước nhé mọi người ơi. Em này siêu co giãn. Giãn mạnh luôn, chất len rất là dày. Giãn mạnh luôn, chất len cực kỳ dày nhá. Trước đây mình chơi lô đề thua nợ lần 300 triệu kể con mẹ em ạ. Trời ơi, đây còn sắp vỡ nợ đến nơi rồi này. Nhìn đống hàng còn sắp vỡ nợ đến nơi rồi này. Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Má này các chị lên đơn cho em là len tăm cho em nhá mọi người ơi, siêu dày luôn. Len tăm siêu dày luôn ạ, này. Len tăm cho em siêu dày mọi người ơi. Thoải mái cân nặng dưới 65 cân mình mặc ok la. Thoải mái đi. Dưới 65 cân mình mặc ok la cho em. Hình như là cái kiểu ngồi đất như thế này nó cách đây, nó diễn ra cách đây khoảng tầm 4-5 năm trở về trước. Cái thời em mới khởi nghiệp bán hàng livestream em chán quá em ngồi luôn ở dưới đất như này này. Này anh em ơi, đẹp chưa? Rồi tặng anh em luôn 208 tặng mọi người với giá là 69.000 đồng. 69 ạ. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Áo len 69 kèm số điện thoại cho em. Áo len 69 set chị mặc còn không? CC đen ý. Vân Mỹ ơi em comment chị là CC đen. Vân Mỹ ơi em comment chị là CC đen nhá. Áo len cho em 69.000 mọi người ơi. Siêu đẹp luôn. CC đen ok la nhá. CC đen chút dự bị đi. CC đen chút dự bị đi bạn ơi. Rồi áo len 69 biết đâu ở dưới còn tháng. Áo len 69k. Nhanh tay mọi người ơi. Rất siêu đẹp. Len tăm 69k. Vân Mỹ ơi, Vân Mỹ cổng giúp mình 100 nhá. Len tăm 69. Áo len 69. Ok chưa? Siêu đẹp luôn. Dày dặn và đẹp ạ. Len tăm 69.000. Áo len 69.000. Số lượng đâu em? Đây này số lượng, đây này Thảo ơi. Đấy số lượng trước mặt em. Đếm đi cho anh Tân chốt. Chồng chốt xong chồng in chồng đếm đi. Xong rồi là khớp với Thảo là xong. Rồi xong chưa anh em ơi? 69.000 em hết hàng này. Thảo ơi cho chị xếp bộ dài với. Thảo ơi chị xếp bộ dài rồi áo đá nào. CC đen hết rồi Thanh Trần ơi. CC đen hết ạ. Nhưng mà chốt dự bị đi. Chốt dự bị cho chị Thanh Trần nhá. Áo Thanh Trần là len 69 ạ. Chị Thanh Trần là CC đen. Là set CC đen. U là trời. Em lên cho các chị một chiếc áo đá của nhà Kenzo, à của nhà GC cho em. Một chiếc áo đá GC cho em nhá mọi người ơi. Đỉnh đét nét căng như thế này. Nhìn kỹ hàng cho em này. Len tâm hết à? Len tâm em hết nhá mọi người ơi. Có một cái tâm trắng à em? Em có một cái tâm trắng ạ. U là trời. Em có một cái tâm trắng mọi người ơi. Siêu đẹp luôn. Em ơi em cho bill ở đấy. Chốt dự bị tâm đấy đi chồng. Xem có nhiều khách lẻ mới không, chốt dự bị tâm đấy đi. Lên đơn cho em là tăm trắng cho em. Hai khách lẻ mới. Hai khách lẻ mới em sẽ chốt dự bị cho hai khách nha. Đọc dự bị ai thì đấy. Minh Huyền comment dự bị lên 69 đi. Đây comment cho em là tăm trắng cho em. Comment cho em là dự bị lên 69 giúp em. Cái này là tăm trắng ạ. Có đúng một cái thôi nha mọi người. Có đúng một cái tăm trắng thôi. Siêu đẹp. CC đen của Khánh Vân vào dây. Thanh Trần có lên 69 nhá. Thanh Trần có lên 69 ạ. Em phải tìm xem có mẫu ở đấy không nhá. Tăm trắng cho em 69.000 mọi người ơi. Siêu rẻ luôn. Tăm trắng ạ, 69.000. Ai lấy các chị lên đơn. Tăm trắng 69. CC đen em hết. Tăm trắng 69. Tăm trắng 69. Tăm
tăm trắng cho em 69.000. Ai không được tăm be mình chuyển sang tăm trắng. Áo đá này mọi người ơi. Trời ơi, riêng đá của nhà em mà không đẹp thì không có cái gì có thể đẹp hơn nữa mọi người. Đưa chị một cái nè. Em đếm số lượng xong rồi, không cần phải chia đâu, phi hết vào, ném ra ngoài cho đổi ngoài chia. Áo ơi. Đá cho em này. Trời ơi. Comment cho em là đá VIP kèm số điện thoại ạ. Đá VIP cho em kèm số điện thoại nhá mọi người. Form thoải mái dưới 65-68 cân mọi người mặc ok la cho em. Một cái áo nó xịn sò như thế này, nhận hàng nhá. Chuẩn từ cái túi bóng thì các chị nhận hàng giúp em. Được chưa ạ? Nhà em ship code đơn 2 sản phẩm cho các chị. Đến sản phẩm thứ 3 thì mình chủ động cọc để nhà em lên đơn nhá mọi người. Còn nếu các chị không muốn cọc ship code thì các chị đơn 2 sản phẩm. Ok la chưa? Lên đơn cho em là áo đá cho em này, hàng tàu xịn luôn, nói không với hàng xưởng. 82.000 đồng một áo. Lỗ sấp mặt lờ luôn các bác ơi. 82.000 đồng một áo nhá. Đá đẹp, đẹp luôn. 82.000. Đá VIP cho em 82.000. 82 kèm số điện thoại. Đá VIP cho em 82.000 đồng một áo. Khách mới lên đầy đủ số điện thoại nhá. Khách mới phải bổ sung cả số điện thoại giúp nhà em ạ. Khách mới bổ sung số điện thoại nha các chị ơi. Đá VIP cho em 82.000. Ai lấy các bác lên đơn hôm nay dọn kho lỗ to luôn các chị. Hôm nay dọn kho lỗ to luôn các bác ạ. Đá VIP 82 ok là em nhận đơn này. 82.000 ạ. Rồi ok là em nhận đơn nha. Khách mới chốt chuẩn giúp em, đừng đổi trả hủy xả, đừng bom hàng nhá mọi người nha. Tránh những cái từ ngữ tiêu cực giúp em. Đá VIP cho em 82.000, ok là em nhận cọc nha các chị. Ok luôn, đá VIP cho em 82. Ai lấy các chị lên đơn. Đá VIP 82 kèm số điện thoại nha các chị. Tất cả đơn hàng về auto cho em có số điện thoại cho em nhá mọi người ơi. Hôm nay xả kho toang luôn mà mọi người. Hôm nay xả toang kho luôn. Ok này, xong một cái ạ. Ok là em nhận cọc của chị okay, Vân Mỹ này. Vân Mỹ gửi view chuyển khoản Facebook nhá. Đẹp không? Vân nhưng Mỹ mà ơi, cái set CC đen là dự bị cho chị Vân Mỹ nha. Má này các chị lên đơn cho em là tâm đen cho em kèm số điện thoại. Tâm đen cho em kèm số điện thoại ạ. Tâm đen bao nhiêu tiền ạ? Nhận yêu luôn. Nhớ đời luôn. 69.000. Đá VIP em nhận đơn 82.000 ạ. Tâm đen cho em, đó vẫn còn kia kìa. Ông nhiều người chốt mà. Tâm đen cho em. Tâm đen ai lấy các chị lên đơn. Tâm đen ok là em hết hàng. Tâm đen 69 em hết hàng nhá mọi người. Rồi tâm đen 69 em hết hàng này mọi người ơi. Đá VIP là 82.000. Mỹ Trinh okay chưa? Bổ sung số điện thoại đi bạn ơi. Mỹ Trinh bổ sung số điện thoại. Mỹ Trinh ơi chưa có đơn đâu ạ. Chưa có đơn đâu mà dồn. Nhầm mà. Rồi. Quả này hết nước chấm luôn này các bà ơi. Quả này hết nước chấm cho các bà luôn này. Nhìn áo của nhà em này. Mỹ Trinh thì chuyển khoản chậm mà. Chuyển 24/7 chứ. Này các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi. Nhìn này. Hàng cho em nha các bạn ơi. Em bán lỗ cho các bạn luôn này. Các chị ơi thả like thả tim mạnh mẽ lên. Các chị ơi thả like thả tim mạnh mẽ lên cho em nha các chị nha. À em chốt 3 món rồi, chuyển khoản cọc rồi, chưa báo. À thế à, ok. Thế thì không thấy loát ở đây. Có 3 món đó nhưng mà. Đâu nhưng có được 3 món đâu, mới được 1 món. Mới được 1 món thôi Trinh ơi. Phải có tin nhắn gửi về thì mới được. Phải có tin nhắn trả về thì mới được. Các chị nhìn hàng siêu cấp VIP này. Các chị nhìn nỉ siêu cấp VIP của nhà em này. Hết nước chấm luôn. Hết sạch đen rồi các bạn ơi. Hết sạch đen rồi các bạn ơi, cho chị lên tâm khác đi em. Còn đen và trắng thôi. Rồi đá ok la này. Đá em nhận đơn nha các chị nha. Ok nhà em không check tin nhắn nha mọi người. Nhà em chỉ bán hàng trên livestream thôi. Ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn. Phải có tin nhắn trả về mới là có đơn nha Trinh ơi. Em săn sale đi. Em lại tiếp tục săn sale đi. Không làm em thất vọng săn đâu. Săn đi. Trời ơi không được, mã này có mã khác mà. Yên tâm đi. Săn thế nó mới khí thế chứ. À vâng ok chị Thi ơi. Ok chị ạ. Chị cứ chuyển khoản em báo anh check nha. Bố gấu hết sạch rồi anh em ạ. Không có em mê đá rồi, cứ từ từ mê nha đá, anh em. Mê đá, Binh Ngọc cọc luôn cho anh 1 lít đi, cho phấn khởi xem nào. Các chị ơi, đẹp không? Anh 139.000 đồng. Phần mềm này nó... 139. Thích tiền. Các chị cứ yên tâm, hôm nay mạng nó cũng hơi đông một chút. Ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho chị Mai em nhé. Rồi các chị lên đơn cho em mã này. Áo gấu nãy chị mặc không để em một cái. Áo gấu chị mặc là cái gì ta? Áo đá là 100, áo đá là 80.
82.000. 82.000 có đúng một cái. Đá vip 82.000 có đúng một cái dành cho người may mắn. Nào, Boss Sport và Thùy Dương, ai là người may mắn này? Đá vip cho em 82.000 đồng có đúng một cái dành cho người may mắn nha các chị nha. Ok là chưa ạ? Đá vip cho em 82.000, nếu không đẹp em Nguyễn không bán cho đỡ mất thời gian của các chị. Các chị nhìn quả đá này nó còn to hơn cả người em như thế này. Quả đá này nó còn to hơn cả người em như thế này. Comment đá vip 82.000. Đá vip 82.000. Nhận hàng sẽ không làm cho em thất vọng. Đá vip cho em 82.000 à, nhanh tay ạ. Rồi các chị lên đơn cho em má này. Nỉ vàng cho em kèm số điện thoại. Form dài rộng dấu quần nha anh em. Nỉ vàng này, form dài rộng dấu quần nhá. Rồi các chị lên đơn cho em là nỉ vàng kèm số điện thoại. Nỉ vàng kèm số điện thoại cho em 138.000. 138.000 nha các chị nha, hàng siêu cấp VIP. Hàng siêu cấp VIP cho em này. Nỉ vàng cho em 138.000. Nỉ vàng cho em 138. Ok là em nhận đơn nha các chị nha. Ai có đơn sẽ nhận được tin nhắn trả về là shop cô gấu cập nhật đơn hàng của bạn nha. Nỉ vàng cho em 138.000. Ai lấy các chị lên đơn. Nỉ vàng 138 kèm số điện thoại. Ok là nỉ vàng cho em 138.000. Tỉnh đét. Nét căng anh em ơi. Nỉ vàng 138 ạ. Ai lấy các chị lên đơn. Nỉ vàng cho em 138.000. Lên cho anh em một mã 138.000 mã nỉ vàng này. Lên cho anh em một mã áo phông đờ đi cho anh em mặc Tết. Cho anh em Sài Gòn mặc Tết đi nào. Đờ đi một phát em ơi. À đây lên Celine nhá. Lên Celine nha. Ok này. Nỉ vàng là 138 ạ. Ôi rẻ như chưa từng được rẻ các chị ơi. Rẻ như chưa từng được rẻ luôn. Mỗi tội hôm nay gọi là hơi tối tăm mù mịt một tí thôi. Chia sẻ live stream cho em nào. Xong trắng luôn chị nhé. Huyền ok Sơn à Bùi. Ok này. Xong trắng là chờ. Xong trắng là 91. Ok này. Cho tăm trắng cho Huyền Sơn Bùi này. Ok la này, tăm trắng cho Huyền Sơn Bùi này. Hết tăm trắng này. Hết tăm trắng này. Huyền Sơn Bùi mua khách mới cộng giúp mình nhá, Sơn Bùi nhá. CC đen em hết hàng nha. Nỉ vàng em nhận đơn 138.000, trưa nay có lên set len không á? Mày bới cho chị xem là set len ở đâu bảo chúng nó chuyển set len nào. Nỉ bông nỉ biếc đưa đây nào. Một bản The Real cho em hàng 1.1 nhá mọi người nhá. Bản layout cho em chất nó mềm. Chất nó mềm, nó mát các chị ơi này. Đây ạ, có tên túi nhá mọi người nhá. Live stream xả hàng tất cả những ai khách mới vui lòng cọc giúp mình 100.000 để đi live stream xả hàng khách mới cọc giúp em nhá các chị nhá. Những ai không đồng ý cọc thì mọi người comment không cọc luôn. Ai không đồng ý cọc các chị cứ comment cho em là không cọc, em cảm ơn các chị. Em cảm ơn các chị, em không chửi đâu, em sẽ chốt đơn cho người khác, không có vấn đề gì cả nhá. Và các chị đặt hàng mà các chị bom là em chửi đấy. Trời ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Nào, mày mang nhà xem nhà có cái gì ấy, mày mang ra đây nhanh lên thằng kia. Nhà không có cái gì ấy à? Chán. Các chị ơi, đờ lưu cho em. Các chị comment cho em là gì ạ? Cam xịt cho em nhá mọi người nhá. Tại sao gọi là cam xịt? Tại vì cam đều nó không có màu này, được chưa? Tại vì cam đều nó không có màu này các bà ơi. 142.000 đồng nha các chị nha. Áo gấu kem mà chị kêu hàng layout một một đó. Còn không chị Mỹ Trinh cọc chưa? Áo đây, áo Mickey. Móc cho chị cái áo Mickey ra đây mà. Cam xịn cho em 142.000 đồng. Mỹ Trinh chuyển nha mọi người. Chuyển chậm. Ui, chuyển chậm không được đâu em ơi, thôi chuyển thêm đi em. Chuyển thêm đi, nhanh lên. Cam xịn cho em 142.000, chưa bao giờ bán giá này, thôi sập rồi em ơi. Gỡ sản phẩm nhá. Gỡ sản phẩm ở TikTok nha em. 142.000 ạ. À. Cam xịn cho em 142. Ok là chưa ạ? Cam xịn Mỹ Trinh ơi, chuyển khoản lại cho chị đi em. Ừ, chuyển khoản lại đi em. Cam xịn cho em 142.000. Cam xịn 142 ạ. Vân Nguyễn rửa tội chưa nhỉ? Vân Nguyễn này. Rửa rồi. Rồi ạ. Cam xịn 142. Cam xịn 142 cho em. Chuyển chậm không nhận được ông ơi. Ông chuyển chậm tôi không nhận được ông ơi. Đi xe máy thì chuyển đến đi ô tô chứ. Cam xịn cho em 142.000 cho chị xin cốc nước. Cam xịn ạ, 142 142 nhá mọi người ơi. Cam xịn cho em 142.000 đồng.
nha mọi người. Chị đã nhận được đâu, em chuyển chậm mà. Này, xịn chưa? Chết cốt trinh mã thoải mái cho em, nhanh lên. À, chị mua hàng kiểu gì thì mua hàng cho cái xương cá nó trôi xuống cho em cái. Đéo hiểu sao ạ, bị mắc xương gì ạ? Ông ơi, bị mắc xương cá chỉ vàng các bà ơi. Bảy mươi cân á, 70 cân, cao trên 1m6 á chị nhá. Này các chị ơi, chiếc cốt trinh mã này thoải mái cho em. Áo phông của nhà chị thì 70 cân mặc được nhá, nhưng mà vui lòng cao trên 1m6 giúp chị, còn đâu tất cả của nhà chị không có cái gì 70 cân mặc được nhá. Đấy, chỉ có áo phông màu 11 này thôi, thì nó là form dài rộng dấu quần ạ. Được chưa? Cam xịn cho em 142.000. Ok la chưa? Ok la chưa anh em? Còn hàng không? Em ơi, gỡ link sản phẩm này luôn em ơi, gỡ sản phẩm ở top top luôn này. Rồi, ok la, áo em đang mặc là 100 bao nhiêu? 138. 138. Áo em đang mặc là 138. Cái dòng giao dịch của em nó ghi là chuyển khoản liên ngân hàng sẽ lâu. Em vào xem cái giao dịch của em 24/7. Hệ thống. Các chị comment cho em này. Các chị comment cho em mã này là set silin cho em ạ. Các chị comment cho em là gì ạ? C trắng cho em, silin ý. Silin ý, thì các chị comment cho em là C trắng nha mọi người nha. Bộ silin trắng. Bộ silin trắng cho em, hàng siêu cấp VIP ạ. Full tóc, full mask chuẩn xịn như thế này 159.000. Em bán áo, tặng quần, ok chưa ạ? Nhìn kỹ hàng cho em, bác nào mua hàng nhà em là các bác biết. Các bác nhìn kỹ hàng siêu cấp VIP túi giấy cho em. Bình thường 159.000, em chuyển khoản thêm 100 nữa đi em. Em chuyển nhanh ý. Đây ạ. Các bác bình thường 159.000, các bác chỉ mua được cái áo thôi. Hôm nay 159.000, các bác chốt áo tặng quần, ok chưa ạ? Em khẳng định với các chị luôn là nhà sản xuất không sản xuất được cho rồi, các chị với giá này. Em cứ chốt đi nhá mọi người. Đây ạ. Giống như cái bà nào lực lượng gì cái chuyển cái khoản 500 ý. Xong rồi giả bill đấy. Đúng không? Chắc giả thật. À, hỏi chúng nó xem là tầng 5 có hàng gì khách xả không? Tầng 5 có hàng gì khách xả không? Cô gấu em ơi, cô gấu, shop cô gấu. Cô gấu gạch chụp siêu cấp VIP và cô gấu Nguyễn Thanh Thủy. Đó, ba nick nha. Rồi các chị lên đơn cho em á này ạ. Đâu đưa chị cái điện thoại của chị đấy, chị lùa khách sang top top đấy. Đưa điện thoại của chị đấy. Rồi các chị ơi, không, lên tầng xem ở tầng 5 có cái gì không? Đây các chị ơi, cô gấu Nguyễn Thanh Thủy nhá. Cô gấu Nguyễn Thanh Thủy, các chị tìm cô gấu. Cô gấu .166 là ra em nhá mọi người. Các chị tìm cô gấu gạch Nguyễn Thanh Thủy là Facebook, là nick TikTok của em nhá mọi người nhá. Mấy hôm nữa là nhà em lên sàn. Nha các chị nha, mấy hôm nữa nhà em lên sàn, các chị ủng hộ em nha. Rồi các chị comment cho em là C trắng cho em kèm số điện thoại. C trắng kèm số điện thoại cho em 159.000. C trắng kèm số điện thoại cho em ạ, 159.000 đồng nhá mọi người. Ai đấy các bác comment 159.000. C trắng cho em 159.000. Một set. Một set ạ. Em để nick trắng để em làm TikTok là em để nick trắng luôn đấy mọi người. Nha mọi người follow giúp em nhá, là cô gấu gạch Nguyễn Thanh Thủy là ra em này. Cô gấu gì nữa hả em ơi? Cô gấu gạch chùm siêu cấp VIP à? Và shop cô gấu là ra em nhá mọi người nha. Rồi đây để em đi em follow mấy cái nick của em là ra đúng không? Rồi em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các chị cứ follow TikTok đi. Tại vì mấy hôm nữa ở trên TikTok là sẽ có chương trình là 39.000, 59.000, áo nỉ 59.000, áo phông 39.000, free ship nhá mọi người. Em đang ngâm sản phẩm ở đấy để được free ship. Rồi các chị lên đơn cho em. Các chị lên đơn cho em mã này ạ. C trắng cho em kèm số điện thoại mọi người ơi. C trắng kèm số điện thoại cho em 159.000, gồm một áo và một quần dài nhá mọi người. Gồm một áo và một quần dài cho em, siêu đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền. Không đẹp không lấy tiền luôn ạ. C trắng ok là em nhận đơn này. C trắng kèm số điện thoại. Ai có đơn rồi các chị comment cho em là C trắng dồn đơn nhá mọi người. C trắng kèm số điện thoại. Ai có đơn rồi các chị comment cho em là C trắng dồn đơn. Rồi anh em ơi, cherry hồng cho em này. Một set cherry nha.
một set cherry này gồm có một cái áo hai dây này và một khoác cardigan ở ngoài. Được chưa ạ? Các chị thích mặc thành set. Các chị thích mặc thành set hay là các chị thích mặc rồi đều ok này. Đây áo cardigan đây mọi người. Áo cardigan đây ạ. Hai dây đây nhá mọi người nhá. Các chị comment cho em là hồng giúp em tặng các chị này. C trắng 65 cân cao trên 1m6 giúp em. C trắng 65 cân cao trên 1m6 giúp em nhá mọi người nhá. Rồi các chị lên đơn cho em là gì ạ? Set hồng cho em. Set hồng kèm số điện thoại và set hồng dồn đơn cho em. 99.000 đồng một set. 99.000 đồng một set, các chị không nghe nhầm đâu. Ê này, cái này giờ tưởng là cho bà top top rồi. Mấy cái hàng không thương hiệu này tưởng cho bà top top rồi. 99.000 mà hai cái như này thì chẳng mua vội à. Ơ kìa. Đúng không? Thế thôi bán 5 set thôi. Em chỉ bán 5 set thôi nha các chị nha. Em chỉ bán 5 set với giá 99.000 thôi. Ai mua set này chủ động cọc giúp em ạ. À. Ai mua set này chủ động cọc giúp em. Các chị ơi, đây ạ. À. Minh Vi khách mới. Set hồng cho em 99.000 kèm số điện thoại, khách mới chủ động cọc giúp em. Nếu đồng ý cọc nhà em chốt đơn, nếu không đồng ý cọc không sao. Nha các chị nhà em sẽ chốt đơn cho người khác, không có vấn đề gì cả. Set hồng cho em 99.000 đồng. Ui dồi ôi, sao lại vẫn còn cái kia. Đưa chị cái kia đi em. Set hồng cho em 99.000, ai lấy các chị lên đơn. Set hồng 99 kèm số điện thoại ạ. Set hồng cho em 99.000 nha mọi người. Ai lấy các chị lên đơn. Ok là em nhận đơn set hồng này, 99k mọi người ơi. Set hồng cho em 99k gồm một áo 2 dây và một áo cardigan ở bên ngoài mặc cực kỳ xinh luôn ạ. Set hồng 99k kèm số điện thoại. C trắng là cái gì ta? Ồ ok, C trắng ok này. Tầm này nhà em không nhận xỉ nữa nha mọi người. Nhà em không chốt xỉ nữa đâu các chị ơi. Nhà em nhiều khách xỉ rồi mọi người. Nhà em nhiều khách xỉ rồi mà bây giờ em sell lỗ rồi. Xỉ bằng lẻ thôi các chị ơi, em không nhận xỉ nữa đâu. Các chị mua nhiều thì cọc nhiều mà mua ít thì các chị cọc 100. Thế thôi ạ. Rồi anh em ơi, C trắng ok là em nhận đơn. C trắng ok là em nhận đơn này. Các chị lên đơn cho em mã này là mã CC trắng cho em kèm số điện thoại. Cả một set CC trắng siêu đẹp. Bảo Long soạn hết cái hàng này ra đi để đấy để tối bán đi em. Bảo Long soạn đi. CC trắng cho em nha mọi người ơi. Toàn bộ bản CC No 5 này là theo nổi hết này. Cổ bo viền nổi nha các chị. Quần dài luôn ạ. Các chị lên đơn cho em là CC trắng. Long ơi soạn hết cái hàng này số lượng chuẩn đi để bán. Thằng Tú này ạ? Là tầm 3 hay là tầm 5? Má này các chị lên đơn cho em là CC trắng cho em kèm số điện thoại. 159.000 lên đường luôn và ngay. 159. Ai có xem cái livestream này của em mà các chị muốn mua hàng thì các chị vui lòng chốt luôn ở trên livestream giúp em. Sau livestream là không có giá này và sau livestream nhà em không chốt đơn ở trong inbox nhá mọi người nha. Nhà em không chốt đơn ở trong inbox đâu ạ. Tất cả những sản phẩm ở trên livestream ngày hôm nay nhà em không chốt đơn ở trong inbox nhá mọi người. Các chị lên đơn cho em ạ. CC trắng cho em. 159.000. 159.000 đồng mã hàng CC trắng, nhìn kỹ giúp em. Hàng siêu cấp VIP ạ, check code check tag thoải mái cho chị em mình. Hàng siêu cấp VIP check code check tag thoải mái cho chị em mình luôn ạ. CC trắng kèm số điện thoại em nhận đơn. Ok là em nhận đơn. CC trắng cho em ạ. CC trắng nha mọi người ơi. Cô gấu gạch Nguyễn Thanh Thủy có dấu em ơi. Cô gấu gạch Nguyễn Thanh Thủy có dấu nha. Đúng rồi, em cứ nhận được tin nhắn là có đơn nha. Okay, cứ nhận được tin nhắn là có đơn ạ. Nhà em không đọc tên chút đơn nha mọi người. 159.000 đồng một set dài cho em. Đỉnh chưa ạ mọi người ơi. 159 nhá. Form dưới 65 cân mình mà ok là 65 cân vui lòng cao trên 1m6 giúp chị nha. Và 65 cân em sẽ không mặc được thành dáng suông đâu. Em sẽ mặc thành dáng ôm nhá Vân An nhá. Này CC trắng ok này. Rồi 3 len cho em. 3 len Siaga. Áo cộc và quần đùi ạ. Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? VIP B cho em kèm số điện thoại. VIP B cho em kèm số điện thoại nhé mọi người. Bản ba len ạ. Em này là theo nhé mọi người. Em này là theo nhung nổi giúp em nhé mọi người. Đây các chị lên đơn cho em. Không tìm được tài khoản của chị á. Số tài khoản của chị là 16992888888 ngân hàng ACB. Đúng mà. Chủ tài khoản là Nguyễn Thanh Thủy đấy em. Có bị lỗi à, hay chuyển sang ngân hàng khác nhá. Má này các chị lên đơn cho em, thế chuyển sang MB cho chị là 11111699288888. Hai số tài khoản của hai ngân hàng của chị giống nhau.
Nó chỉ MB thì thêm 2 số 1, ACB thì có 1 số 1 thôi. À, chị lên đơn cho em là gì ạ? À? BB cho em kèm số điện thoại. BB kèm số điện thoại giúp em 159.000 à, siêu cấp VIP. VIP bè đi, VIP bè cho em 159 ạ. À. Ai lấy các chị lên đơn. VIP bè 159 kèm số điện thoại, đưa chị áo lên đi em. VIP bè cho em 159.000 kèm số điện thoại cho em nha. Tất cả đơn hàng phải auto có số điện thoại đây rồi. Áo len silin đá. Áo len silin đá của nhà em là hàng 250.000. Hôm nay em sale các chị 50%. Em toàn bán sỉ là chính, không bao giờ bán sỉ mà em lãi được 50% cả. Đúng xong luôn chị là hàng mới. Áo cardigan các thứ hôm nay chị like ở kho. Nhiều hàng nhà chị chưa lên lắm. Em thích lên cái gì nào? Đây là 250 này, em tặng các chị luôn này. Kể cả những cái mã này luôn. Ôi em bỏ lỡ rất là nhiều. Nhiều lắm, mình đến chị còn đang bị bỏ lỡ bao nhiêu là hàng đẹp của nhà chị đây. Vì hàng nó ở dưới kho, xong rồi chị không xuống dưới kho chị xem. Nên là nhiều hàng nhân viên nó chưa lấy mẫu cho chị để chị bán. Mã này các chị lên đơn cho em ạ. Đẹp chưa? Mã này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Len đá kèm số điện thoại cho em 119.000. Len đá kèm số điện thoại cho em 119.000. Bản len đá của Silin nhá mọi người. Bản len đá của Silin cho em tặng các chị 119.000 siêu dày nhá. Đây không phải là len Montogi đâu, đây là len dày cho em ạ, 119.000. Ai lấy các chị lên đơn len đá cho em 119, đưa chị mấy cái set tất tủng các thứ là chị tặng mọi người nào. Len đá cho em 119 nhá mọi người, ok là em nhận cọc này. Len đá cho em 119.000 nhá mọi người ơi. Tóc giả đấy, tóc giả, phải tóc thật đâu, tóc người chết nối vào. Đúng là người ta chả đòi tóc. Nhờ kệ, mình cứ cố chấp, mình cứ nối. Má này các chị lên đơn cho em ạ. Len đá cho em 119.000 kèm số điện thoại. Ai lấy các bác lên đơn. Nhanh tay. Còn 2 cái nữa thôi. Len đá 119 còn 2 cái nhá mọi người nha. Rồi, len đá cho em 119.000 ok này. Thử còn rồi ok em này. Ok em lên hiền nhá. 119 nha. Đâu? Len đá 119. Áo cardigan nha. Áo cardigan cho em. Áo cardigan. Cố chấp đến nỗi mà cái xương cá nó nằm ở đây 5 ngày rồi mà không đi gắp nó ra các chị ạ. Sợ không hả mọi người ơi? Thôi, đi nhậu các chị ơi, đi nhậu không ăn cá chỉ vàng, ăn được đúng nửa con cá, ăn một miếng đầu tiên phát. Nghẹn, mắc xương cá ở đây. Các chị ạ, mắc luôn xương cá ở đây. Sợ thật sự luôn ý. Tại sao lại có thể mắc xương cá chỉ vàng mọi người? Nghiệp quật đấy, thử khách nhiều quá, nghiệp quật mắc xương. Đây, cardigan đây, siêu đẹp luôn. Cardigan siêu dày, siêu đẹp và siêu ấm. Áo em đang mặc là vàng 138. Áo em đang mặc là vàng 138 ạ. Chúng mày ném qua rồi, ném lại thôi em. Vàng 138. Em đang mặc là vàng 138 ạ. Rồi, cardigan đây. Cardigan sale nhá. Sale lo nhá các chị nha. Đó là giả lỗ đấy. 188.000. Các chị lên đơn cho em. 188.000. Số lượng em có 70 cái. Số lượng em có 70 cái nha. Má này mà về cái lúc đầu em bán thì chắc là không đủ hàng mà bán mất. Đây nhân viên nó làm sót các chị ơi, siêu đẹp luôn. Đây, cardigan cho em, đỉnh đét nét căng luôn. Dấu quần ạ. Dài rộng dấu quần cho chị em mình nha. 100 bao nhiêu đấy? 100. Vừa nói bao tiền đấy? 5 kg. Không một đứa nào để ý gì cả. Nói đâu. Hả? Sao lại lo bao tiền? Sao lại lo bao tiền là mọi người ơi. Ôi kiểu bốn đứa phụ like mà không biết là bao nhiêu tiền. Hả? À, em vừa nói bao tiền đấy mọi người ơi. Không đứa nào biết bao nhiêu tiền luôn ấy. Em vừa nói bao tiền hả mọi người? 100 bao nhiêu hả mọi người? Không nhớ mọi người ơi. 100 bao nhiêu? Không biết. Chưa có một ai chốt cả. Chưa có một ai chốt cả. Chịu đấy, chịu rồi. 188 ok. 188 nha. Ok, cảm ơn mọi người. 188 nha. Giờ là đến lượt mọi người chốt đấy. Rồi bây giờ mọi người chốt đi. Mọi người nhắc giá rồi, bây giờ mọi người chốt đi. Má này các chị comment cho em là gì ạ? Má này mọi người comment cho em là gì ạ? Kẻ ô cho em 188. Kẻ ô nhá mọi người ơi. 188.000 đẹp. Này ông giáo ơi, kẻ ô cho em 188.000 ok này. Kẻ ô 188. Rồi bán được 5 cái. Kẻ ô cho em 188.000 còn 65 cái nữa. Các chị chốt đi. Rồi bán được 2 cái.
còn 63 cái nữa, bán được 1 cái, còn 61 cái. Rồi, tiếp đi anh em ơi, tiếp anh em ơi, tiếp đi anh em ơi. Nhanh tay anh em ơi. Còn 61 cái anh em ơi. Không vào pin bố của con ơi. Không vào pin. Rồi, kệ đi. Rồi, các chị lên đơn cho em này. Tất xanh cho em rất là xinh. Rồi, bán được 1 cái nữa còn 60 cái. Nha, ok luôn. Rồi, các chị lên đơn cho em. Má này các chị lên đơn cho em ạ. Tất xanh cho em kèm số điện thoại là 49.000 đồng một set, xỉ bằng lẻ hết. 49.000 đồng một set rất là xinh. Tất xanh cherry rất là xinh luôn ạ. 46.000 đồng một set nhá mọi người. Ai lấy các bác comment ạ. Tất xanh 49. Tất xanh 49k kèm số điện thoại. Tất xanh cho em 49k kèm số điện thoại nhá mọi người. Tất xanh cho em 49k kèm số điện thoại. 49.000 đồng một set. 49.000 đồng một set. Một set chỉ 49.000 đồng nhá mọi người ơi. Không hết tiền ở đâu em ơi. Em còn tiền thì em mới xem livestream này. Hay là em là giống khách của chị vừa nãy là nhận hàng nhiều quá đến nỗi chưa kịp vay tiền đã nhận được hàng. Đây. 49.000 đồng, tất xanh kèm số điện thoại. Ok chưa nào? Set lên ạ. Set lên duy nhất livestream ngày hôm nay. Áo đang mặc là 188 anh em ơi. Kẻ ô 188 ạ. Áo đang mặc là kẻ ô 188 nha anh em. Set lên nha anh em. Đưa chị bộ bông nha em. Ngày nào chúng mày cũng xây vạn lý trường thành đấy. Ở đâu chúng mày cũng xây vạn lý trường thành đấy. Mai các chị comment cho em là gì ạ? Gấu nâu kèm số điện thoại cho em. Gấu nâu kèm số điện thoại nha. Cho khách xin một mã phong nữa đi em. Gấu nâu kèm số điện thoại. Đây. Đi chết được ạ. Nhưng mà bây giờ đã làm gì ạ? Đã up lên TikTok rồi. À chị ơi thì bây giờ lại hạ xuống à? Đã up lên TikTok đã được duyệt rồi thì bây giờ lại hạ xuống à các chị? ADLV hàng 1.6 nha. Đẹp vãi cả đẹp luôn chứ không phải là đẹp vừa đâu ạ. Nhìn kỹ hàng chuẩn xịn cho em. Full tag mát chuẩn xịn như thế này. Riêng hàng 11 của nhà em bảo hành cho các chị luôn. Các chị giặt vỡ hình ở đâu em đền các chị ở đấy. Được chưa ạ? Rồi về giặt thoải mái cho em chưa? TikTok cần gì phải đăng em? TikTok chị cần gì phải đăng đâu? TikTok chị chỉ lên chị bán like thôi em. TikTok chị chỉ lên chị bán like thôi. Chứ chị không xây kênh xây củng gì đâu em. Hết nước chấm luôn ạ. TikTok chị chỉ lên chị bán ngày trăm đơn thôi. Xong chị ọp thôi. Thế thôi, chị không bán nhiều đâu. Chị không xây kênh đâu, chị không có thời gian. Má này các chị lên đơn cho em này. Nên là các chị follow TikTok của em. Khi nào em like thì sẽ hiện thông báo cho các chị nha. Cố gắng vào TikTok mà chốt đơn nhá mọi người. Rồi má này các chị lên đơn cho em là VIP xanh cho em kèm số điện thoại. VIP xanh kèm số điện thoại cho em. Rẻ bèo luôn ạ. VIP xanh kèm số điện thoại cho em 143.000. Áo chị mặc đợi chị một tí. VIP xanh cho em 143. TikTok của chị là gì? Cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy. Cô gấu chùm siêu cấp VIP. Và shop cô gấu chỉ có 3 nick TikTok. Chị sẽ live stream ở 3 nick TikTok cùng một lúc nha. Set tắt ok Nguyễn Huyền nhá. Set tắt ok ạ. À. VIP xanh cho em. VIP xanh các chị ơi. VIP xanh cho em. Ai lấy các chị lên đơn. VIP xanh kèm số điện thoại. Đẹp vãi trưởng. VIP xanh kèm số điện thoại cho em 142.000. 142. VIP xanh 142. Áo chị mặc là kẻ ô 188. Áo chị mặc là kẻ ô 188. Cardigan kẻ ô. Dáng dài rộng giống quần ạ. VIP xanh cho em 142.000. Ok là em nhận đơn VIP xanh. VIP xanh cho em 142. Nhìn hàng siêu cấp VIP của nhà em nó cứ phải gọi là siêu đẹp. Cổ bo viền to đùng như thế này ạ. Trần chỉ nổi nhá mọi người nhá. Đằng sau vai trần chỉ nổi cho em. Hàng siêu đẹp. Nó siêu mềm, siêu mỏng và siêu nhẹ luôn. Mặc mát lịm tim luôn, mặc mát rượi luôn nha các chị nha. Mặc nhẹ như không mặc gì luôn. Mới nhận đồ chị luôn ưng lắm. Chị cảm ơn bé ngốc rất là nhiều. Đặt tên là bé ngốc nhưng không hề ngốc một chút nào. Rất thông minh. Được. Chị cảm ơn em. Nó sáng suốt. 159.000 mã xanh. À thế à, lại còn nhân viên lại còn đi nhặt hàng cho em à.
Rồi các chị lên đơn cho em là VIP xanh cho em 142.000. VIP xanh là 142.000 nha mọi người. Em đang mặc, các chị lên đơn cho em là kẻ ô 188. Cardigan ạ, kẻ ô cho em 188.000. Mã này các chị lên đơn cho em là len nâu cho em. Bình thường bán 339. Bình thường bán 339.000. Bộ này sale xưa xưa cho các chị. Nhưng mà sale quả này là sập rồi đấy, vì khách xỉ mua cũng hơn 300 rồi. Em sale các chị là 293.000. 293.000 phong thoải mái, dưới 65-68 cân các chị bon trên thoải mái cho em. Quần cũng là logo họa tiết gấu. Quần cũng là họa tiết gấu nổi cho em nhá mọi người nhá. Bản cạp quần to. Bản cạp quần to ạ, chất len co giãn cho chị em mình. Đây ạ, túi cũng là len luôn. Túi cũng là dệt len luôn, VIP xanh em nhận đơn. Mã này các chị comment cho em là gì ạ? Gấu nâu cho em kèm số điện thoại 298.000. Gấu nâu 298. Gấu nâu cho em 298.000, VIP xanh em nhận đơn. Gấu nâu cho em 298.000. Trời ơi, quá là rẻ luôn ạ. 298 ạ. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Gấu nâu cho em 298.000. Ai lấy các bác comment. Gấu nâu 298.000 một set nhá. 298.000 là một set. Set len chỉ còn là 188. Mới mua lần đầu cọc giúp mình 100.000 nha bạn nhá. Chị Hoài An ơi, khách mới chủ động cọc giúp em nhá. Ngày hôm nay là em xả kho. Đây là khách lẻ mới mua, các chị chủ động cọc giúp em nhá. Đồng ý cọc nhà em sẽ lên đơn, nếu không đồng ý cọc không sao. Áo chị mặc là 188.000 Trần Thúy An ơi. Áo chị mặc là kẻ ô 188 em yêu ơi. Kẻ ô 188. Gấu nâu em hết hàng rồi, chốt dự bị đi ạ. Gấu nâu em xả lỗ em hết hàng rồi. Các chị ơi, chốt dự bị cho em đi mọi người. Chốt dự bị nha. Rồi, bộ bông. Áo phông. Áo phông này. Chất cốt tông khô ạ. Áo phông hàng tàu xịn, chất cốt tông khô cho em. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Gấu trắng và gấu đen 48.000 một áo. Tặng các chị luôn. 48.000 một áo, các chị không nghe nhầm đâu. Chất cốt tông khô. Chất cốt tông khô này các chị càng giặt càng mềm. Các chị nhá, không bao giờ có kiểu mà các chị giặt bị nhăn đâu. Ok la chưa ạ? Mã này các chị lên đơn cho em là gấu trắng và gấu đen cho em. Hàng dài rộng dấu quần nhé mọi người. Form to dài rộng dấu quần ạ. Gấu trắng cho em 48.000, không biết số lượng đâu. Gấu đen cho em 48.000, mặc mát lịnh tim luôn. Ở đâu? Gấu đen và gấu trắng kèm số điện thoại nha mấy má. Không có số điện thoại không tìm các chị ở đâu được. Các chị ạ, chán thế, không cho số điện thoại làm sao mà tìm được. Nhà chị không nhận xỉ em ơi, bình thường nhà chị có xỉ đấy. Nhưng mà bây giờ nhà chị không nhận xỉ, tại vì nhà chị đang xả lỗ rồi em. Xỉ mua xỉ lẻ như nhau thôi. Gấu đen và gấu trắng á, 48.000, quá là rẻ luôn đấy. Gấu đen 48 và gấu trắng cho em 48 cho chị áo cardigan khác ạ. Áo đang mặc chỉ có một màu thôi Linh Nhi ơi, 188.000. Áo đang mặc chỉ có một màu thôi, 188.000 xỉ bằng lẻ. Má đấy xỉ hàng 230. Gấu đen là bao tiền? 48.000. 48.000 mã gấu đen. Gấu đen là 48. Cardigan này mặt trước là vịt. Mặt sau là chữ ạ. Rất là xinh. Em ơi, giơ lại cho khách xem cái đấy bị cuột chỉ ở tay. Nào, đưa chị mã kẻ ô này. Đây kẻ ô đây. Kẻ ô cho em 188.000 nhá. Vịt cho em 190. Áo em đang mặc là vịt 190. Mã rất là xinh, dày đẹp. Đó, chất liệu len nhú nhú nhẹ nhàng, rất là xinh. Mã này là kẻ ô này, 188 này các bạn. Kẻ ô 188 nha. Đây ạ, ai lấy các chị lên đơn. Kẻ ô hình thỏ các kiểu rất là xinh. 188.000. Đây ạ, 188 trừ số lượng đi nha. Hay là số lượng trừ luôn đi. Kẻ ô cho em 188.000. Nó đổ đấy. Kẻ ô em nhận đơn là 188 này. Kèm số điện thoại giúp em. Tất cả đơn hàng về auto cho em xin số điện thoại. Tất cả đơn hàng
cả đơn hàng về auto cho em xin số điện thoại ạ. Rồi áo em đang mặc là vịt ạ, 190.000. Vịt 190 kèm số điện thoại. Kẻ ô em nhận đơn ạ. Cứ cho chị một cái hàng mẫu xong ném ghi số lượng vào đấy. Cứ chỉ một cái hàng mẫu ghi số lượng xong lên kia. Hiểu không? Bán. Còn 40 mấy cái kẻ ô nữa. Các chị ạ, à, còn 40 mấy cái kẻ ô nữa nha mọi người nha. Ai nhà em chưa bán đâu. Ai nhà em chưa bán luôn ý các chị ơi. Bị sót kho, nhân viên không mang mẫu lên cho bán ấy. Vì em đang mặc là 190 nha. Vịt cho em là 190.000. Ngọc Cao, khách mới mua lần đầu cọc giúp mình 100 nhá. Khách mới mua chủ động cọc giúp em nhá mọi người ơi. Nếu các chị đồng ý cọc thì các chị chốt đơn. Nếu không đồng ý cọc không sao, thì sau lúc nào mà nhà em lúc nào nhà em bán lãi thì các chị mua không sao. Còn bây giờ nhà em bán lỗ thì các chị vui lòng cọc giúp em. Quách Thanh Lam. À Ngọc Cao hình như hay chốt trong tin nhắn hay sao ấy. Ngọc Cao hay chốt trong tin nhắn hay sao ấy. Rồi, set VIP cho em ạ. Vịt em nhận đơn ạ. Vịt rất là xinh. Vịt rất rất là xinh luôn. Cho chị áo len số lượng ít ra đây để chị tặng mọi người nào. Đấy, các chị lên đơn cho em ạ. Dior cho em. Các chị lên đơn cho em là Dior đen nhá mọi người. Cả một set luôn. Quần này là quần lụa nhá mọi người. Quần lụa nhưng mà dày dặn lắm. Quần lụa nhưng mà dày dặn lắm luôn ý. Các chị lên đơn cho em này. Dior cho em ạ. Thôi, tầm này không đứng được anh em ạ. Mày không đứng để anh em xem dáng được thì quá mệt mỏi rồi, xả kho mà mọi người. Xả kho lỗ to rồi, các chị ơi còn đứng nữa thì không còn sức để mà tối live tiếp. Ui, các chị lên đơn cho em là Dior đen cho em ạ, 159.000. 159.000 bình thường anh em chỉ mua được cái áo thôi. Hàng của em là siêu cấp VIP ạ. Phun túi giấy ạ. Đây ạ. Hàng 350 ông ơi. 159.000. Hàng 350.000 ạ. Các chị thấy không ạ? Hàng 350 em sale các chị 159. Lên đơn cho em, Dior cho em 159. Đồ đen nhưng mà TikTok thì cứ một sản phẩm sẽ là một đơn. TikTok là một sản phẩm sẽ là một đơn. Chị lên TikTok mỗi ngày chị bán 100 đơn thôi. Là chị xuống. Bộ này dưới 65 cân các chị mặc vừa. Bộ này dưới 65 cân các chị mặc vừa. Nhá mọi người nha. Các chị lên đơn cho em ạ. Các chị lên đơn cho em vì chị không định bán TikTok đâu. Nhưng mà bán hàng Facebook bây giờ không lòng được khách. Rồi bán hàng TikTok, các chị mà bom hàng TikTok là sau này các chị mua hàng bên TikTok là các chị sẽ không được ship code. Các chị sẽ bị mất cái chức năng ship code đấy luôn. Là các chị mua hàng là các chị phải thanh toán. Phải thanh toán trước các chị mới được mua hàng. Nên là sang bên TikTok thì còn loại được mấy cái thể loại bom hàng các chị ạ. Ở Facebook này chúng nó bom như điên ấy. Đây, các chị lên đơn cho em này. Với cả người ta chơi TikTok cả 2-3 năm nay rồi các chị. Mình đâu có chơi đâu. Nhiều khi khách cứ hỏi là chị có TikTok không. Rồi chẳng em bảo là ui chị ngu lắm, chị không bán TikTok đâu. Thì công nhận là mình ngu thật. Thế là thôi, mình cũng phải thử lấn sân sang TikTok xem như thế nào. Sang TikTok em cũng không cần bán được nhiều nữa các chị. Đây, Dior đen và Dior trắng cho em. Em vẫn bán Facebook cho khách quen thôi. Chứ Facebook bây giờ em sẽ không chạy ad, không chạy quảng cáo nữa. Thôi chuyển tiền đổ sang TikTok chạy ad còn hơn các chị ạ. Đây, 100 bao nhiêu nhỉ? 159.000. Đây này, nhập hơn 200 này. Bố mẹ bạn hỏi tiền của các bạn đâu? Đây, đây, đây và đây. Các chị, nó nằm hết ở đây thôi các chị. Buôn cả năm nó nằm hết ở đây thôi. Các chị lên đơn cho em. Dior đen và Dior trắng ạ, 169.000. 169.000, thả like thả tim đi mọi người. Thả like thả tim đi các chị ơi. Lên các chị bổ bông nha. Em lên là các chị bộ bông nha. 159.000. Yo. Bộ bông này. Dưới 65 cân anh em mặc thoải mái cho em. Siêu ấm. 132.000 xỉ bằng lẻ luôn. Xỉ cũng không bao giờ mua được với giá này. Úi giời ơi, ok em. 132.000. Ai lấy các chị lên đơn. Bông hồng cho em. Nhắc bông hồng đi. Bộ bông màu hồng cho em. 130.000 mấy ạ? 132.000 Dior trắng ok la. Quần có bo gấu. Bộ bông màu hồng cho em. Dior ok. Dior kèm màu nhá. Ông ơi. Kèm màu đi Thảo Chi Trần ơi. Dior kèm màu giúp em nha các chị ơi. Dior kèm màu giúp em. Thảo ơi mày ra mày
mình cho chị ít sản phẩm ghim vào đấy. À mình up lên 10 phút được duyệt đúng không? 10 phút đi. Thế thôi, chỉ cần up đi. Up đi. Có cần ảnh của mấy cái áo ấy không? Em chụp qua những cái kia đi, xong rồi nhắn tin vào Zalo chị lấy ảnh. Cả áo ấy nữa. Cả áo nỉ nữa Thảo ơi. Chỉ cần chụp ấy thôi. Rồi các chị lên đơn cho em áo này ạ. Bông hồng cho em các chị ơi. Bộ bông màu hồng cho em. Ok ạ, thì em nhận đơn ạ. Bông hồng cho em 132.000 xỉ bằng lẻ luôn nha. Siêu rẻ các chị ơi, siêu rẻ luôn. À chị Kim ơi, chị trả lời cho bên vận chuyển nhá chị nhá. Anh ấy hỏi là chị có vấn đề thắc mắc gì không. Em bảo là chắc là chị không có vấn đề gì đâu. Hai các chị lên đơn cho em là bông hồng cho em kèm số điện thoại. Bông hồng cho em kèm số điện thoại 132.000. Ok la. Số lượng đâu. Bông hồng là 132. Nói chung hôm nay lên má nào là hết má đấy các chị ạ. Xả quá là rẻ luôn. Gấu trắng cho em này. Gấu trắng ạ, xinh xỉu luôn. Áo nỉ nhá mọi người ơi, hàng siêu cấp VIP cho em. Full tác mát chuẩn xịn như thế này. Cổ bo viền trong viền ngoài. Các chị giặt cho em thoải mái, không bao giờ bị sờn áo, được chưa ạ? Các chị lên đơn cho em mã này. Mã mới nha, bông hồng hoàn là hàng mới. Cho chị bộ bông hàng mới để chị lên cho các chị. Chưa ạ, bộ bông luôn cho các bạn, hồng luôn. Mã này các chị lên đơn cho em là gấu đen và gấu trắng cho em 119.000 đồng. Được rồi mà, Facebook của em ý được rồi mà cháu. Không, đi xuống rồi. À, vâng, ok chị ạ. Chị thích đi nhanh hay đi chậm chị ấy người ta nhé, chị bảo người ta nhé. Ai các chị lên đơn cho em là gấu đen và gấu trắng giúp em 119.000. Cho túi đi ông ơi. Gấu đen cho em ạ, 119.000. Những mã như này được này Thảo ơi. Chắc là phải lên. Ok, chắc là phải tầm 50 mã đi nhỉ. Ấy đi, cứ ấy hết lên đi. Không, chị cho sửa giá sau. Cho sửa, cho cái giá cao lên. Giá lên tận trời mây đi. Gấu đen và gấu trắng cho em ạ. 119, không phải 199.000 đâu nha. 119 nha em yêu. Rồi, cho chị mấy bộ bông mới ra đây nè. 119.000 cho chị nỉ bông đi, nỉ gấu gu đi. Gấu đen à. Đây, gấu đen và gấu trắng. Số lượng như nào, bảo ông cháu kia cho số lượng nào. Bộ bông này xinh ạ. Bộ bông này cực kỳ xinh luôn. Xinh lắm. Má này các chị lên đơn cho em. Ui, yêu dã man luôn ạ. Số lượng ông cháu ơi. Gấu be cho em này. Xinh xỉu ạ. Gấu be cho em nhé mọi người. Mau lên em comment một lần hoặc hai lần thôi nhé, đừng comment nhiều. Comment nhiều mai em hết comment luôn. Cái lúc nó đang bóp đây em. Lúc nó đang bóp đấy. Gấu be cho em xinh cực. Gấu be là gấu cherry nhé mọi người. Gấu be là gấu cherry cho em xinh xỉu luôn. Gấu be cho em kèm số điện thoại em nhận đơn ạ. Gấu be kèm số điện thoại cho em nhận đơn. 138.000 đồng một set. Có ạ. Nỉ bông có, nỉ bông của chị The Real The Room. Gấu gu các thứ, nhưng cái mã mới về em. Rồi anh em cứ từ từ nhá anh em. Nỉ gấu trắng còn không, đợi em một chút, 119.000 đợi em. Khách mới chủ động cọc đi ạ. Số tài khoản được ghi ở dưới bình luận đấy ạ. Chụp nhanh ông ơi, để tí nữa tôi thử tôi lên xem nào. Hả? Hả? Thế à? Hả? À thế à, ờ thế ấy đi. Gấu be cho em. Không có túi ở đây. Con Covid. Mày thấy chị đuổi con Covid ra ngoài đúng không? Đóng cửa hộ cái Covid rồi. Đóng cửa hộ cái. Sao đuổi kéo mày đấy, thôi đi đi. Gấu be ok là. Gấu be ạ. Gấu be cho em. Xong chưa bạn ơi, nhỉ gấu trắng vẫn đang chốt. Ui là trời. Cardigan em mặc là bao nhiêu tiền nhỉ? 190.000. Cardigan em mặc là 190 nhá. Form dấu quần. Cardigan em mặc là cardigan vịt 190.000. Form dấu quần. Cardigan vịt 190. Gấu be xong chưa ông ơi? Chốt gấu trắng xong chưa? Thôi chốt đi cho hậu ấy.
À, cái khúc gây cấn. Dạ, bông bê đó chị Kim ơi. Ừ rồi, đâu. Ok. Chốt đi. Có ai comment gấu bê thì chốt. 138.000. Gấu vu đúng không? Đỡ đi rồi à? Rồi, đỡ đi rồi. Cho cái single bell phát đi. Cho single bell đi em. Ừ, cho gấu vu trước đi. Single bell đi em. À, nhận hàng rồi. Chất giày đẹp lắm chị. Mỗi là sốt nhầm giá chút thôi ạ. À. Nhưng khi báo lại đã được xử lý luôn ạ. À. Cảm ơn sốt, chị cảm ơn em. Nhầm lẫn là chuyện bình thường em. Chị cảm ơn em nhá. Mọi người ơi, mọi người mua hàng của nhà em, mọi người cứ yên tâm nha. Có gì nhầm lẫn mọi người cứ nhắn tin gọi điện vào số hotline giúp em. Số hotline là 0337376366. Còn số ở đằng sau là 09. Số điện thoại của tôi. Đau đau ơi chị, cái gì? 0966933366 là số điện thoại của em. Hai số hotline, một số hotline của cửa hàng và một số hotline của em nhá mọi người nhá. Đấy, các chị nhận hàng này có vấn đề gì để các chị nhớ này, quay lại video để giải quyết. Ok là chưa ạ? Đó, giải quyết nhanh hay chậm thì còn tùy thuộc vào tốc độ của các bạn. Tốc độ của các bạn xử lý vận đơn là hôm đấy nếu mà ít đơn phải xử lý thì các bạn sẽ xử lý nhanh cho các chị, mà nhiều đơn thì các chị ơi cứ quay lại video cho nhà em, nhà em sẽ giải quyết nha. Đấy, mỗi tội là sốt nhầm giá một chút thôi ạ. À. Không biết ạ, à, nhưng khi báo lại đã được xử lý luôn ạ. À. Số may mắn nhỉ, được xử lý luôn. Rồi, nhầm lẫn là chuyện bình thường mọi người ơi. Kể cả mọi người cũng thế mà. Kể cả mọi người cũng thế mà, trong cuộc sống của mình thì chắc chắn là sẽ có những nhầm lẫn. Nên là nếu mà các chị nhận hàng ấy có gì nhầm lẫn thì các chị hãy nhớ giúp em là nhà em sẽ xử lý đến khi nào mà các chị bằng hài lòng thì thôi. Nên mọi người cứ yên tâm là như thế, vì ngày nào em cũng ngồi đây. Được chưa? Em vẫn ở đây, vẫn tồn tại hơn 10 năm nay. Với cái tên cô gấu này em đã tồn tại hơn 10 năm nay ở cái Facebook này rồi, nên các chị cứ yên tâm. Em không bao giờ để vì một cái áo, một cái quần mà ảnh hưởng đến uy tín của em. Nhưng mà chắc chắn thì nhân viên nó sẽ có những cái nhầm lẫn. Thì em cũng thay mặt nhân viên là xin lỗi các chị nếu mà các chị có gì không hài lòng. Và có số hotline của em. Đấy, nếu mà nhân viên giải quyết mà chưa ổn thỏa thì các chị cứ nhắn tin cho em và gọi điện cho em nhá. Nhắn tin cho em là chị tên Facebook là gì, số điện thoại như này, giải quyết đơn cho chị nhé, thì em sẽ liên lạc lại nhá mọi người nhá. Đấy, có đôi khi các chị gọi điện là em sẽ không nghe máy đâu ạ. Nên các chị cứ nhắn tin cho em hoặc gửi hết vào Zalo số online giúp nhà em thì em sẽ xử lý. Xong chưa em? Rồi, em xong nha. Rồi em lên cho các chị một mã Jingle Bell. Một mã áo len Noel. Chị có nhóm xỉ nhưng mà hiện tại chị không nhận xỉ nữa em. Hiện tại bây giờ nhà em chỉ bán khoảng tầm 40 ngày nữa là nhà em nghỉ Tết. Còn khoảng tầm 62, 63 ngày nữa là Tết. Nhưng thường thì năm nào nhà em cũng sẽ bán đến ngày mùng 10 hoặc đến ngày 12 âm của tháng 12 thôi. Ngày 15 âm tháng 12 là nhà em sẽ giải quyết hết đơn. Và từ ngày 15 cho đến ngày 25 là nhân viên nhà em sẽ cắt cử để trực phép và giải quyết tất cả các đơn khiếu nại của các chị. Đó, nhà em luôn luôn là nghỉ Tết sớm mọi người ơi. Các chị thấy em bán hàng không có một ngày nghỉ luôn ý. Cả năm em không có một ngày nghỉ luôn. Khi nào mà em muốn nghỉ là em phải cày như một con trâu luôn. Xong để lại đơn để cho nhân viên làm thì nhà em mới đi chơi được. Em không có ngày nghỉ, nhân viên nhà em nó còn đi làm 31 ngày một tháng này. Tháng trước lương cao không em? Tháng trước lương cao không? Đi làm 31 ngày các chị ơi, chúng nó không nghỉ luôn ấy. Chúng nó chỉ có nghỉ những cái hôm nào mà chị ơi cho em nghỉ đi đám. Nhân viên gọi điện, chị ơi cho em nghỉ đi đám. Ui tôi chết rồi, ai chết đấy? Mày đi đám gì? À, không, cho em xin nghỉ 2 ngày em đi đám cưới. Đấy, nhân viên nhà em nó chỉ nghỉ đi đám thôi các chị ạ. À, còn đâu chúng nó làm 31 ngày một tháng luôn. Rồi, áo em đang mặc là 190.000. Các chị comment cho em là vịt hồng nhá. Vịt hồng cho em này. 190.000 siêu đẹp. Vịt hồng hôm nay em xả kho cho các chị cực kỳ rẻ luôn. Nào, Noel cho em, cardigan. À quên nhầm, Jingle Bell. Cái này các chị comment cho em là tuần lộc nhá. Mã tuần lộc em xả cho các chị. Mã tuần lộc em xả cho chị em mình luôn 190.000. Có đúng 2 cái. 190.000 có đúng 2 cái hàng khách lẻ bom nhá mọi người. 190 cho em nhá mọi người ơi. Nhà em có nhóm xỉ, có đăng ở trên fanpage đấy ạ. Có nhóm xỉ nhưng hiện tại nhà em không nhận xỉ đâu các chị ơi. Tầm này các chị buôn cố làm gì, các chị sẽ không buôn được hết hàng đâu các chị ạ. Đây các chị lên đơn cho em này. Nếu mà xỉ mới em không nhận đâu, em nói thật với các chị là như thế. Ai cũng thèm tiền, đến em cũng rất rất là thèm tiền. Nhưng mà tầm này em chỉ phục vụ khách xỉ quen của nhà em thôi. Vì bây giờ em đang bán rất là rẻ, 190.000 em bán lỗ. Em đang bán cực kỳ rẻ luôn. Và em chỉ chi ăn khách lẻ và khách xỉ của nhà em thôi. Chứ bây giờ khách xỉ mới vào em nói thật là em chỉ sợ là em không chăm sóc các chị được đến nơi đến chốn thôi. Nhà em có nhóm xỉ, có nhân viên riêng để phục vụ các chị. Nhưng mà hiện tại nhóm xỉ nhà em không đăng gì hết. Nhóm xỉ nhà em không đăng gì đâu ạ. Rồi các chị lên đơn cho em mã này ạ. 190.000 ạ. Mã này các chị lên đơn cho em là cái gì ạ?
Má này các chị lên đơn cho em là đỏ cho em 180.000. Đỏ cho em 180 hình như là có Noel mới nhá. Nhà em có Noel mới. Nhà em có Noel mới, tối là lên Noel mới hay sao? Má này các chị lên đơn cho em là đỏ cho em 180.000 ạ. Đỏ 180 nhá mọi người ơi. Ai lấy các bác comment đỏ 180 giúp em ạ. Đỏ cho em 180.000 ạ. Lên set ok. Có bộ da cá nữa không chị? Bộ da cá chị không biết. Bộ da cá hết rồi em ơi. Má này các chị lên đơn cho em là đỏ giúp em hàng Noel ạ, 180.000. Ai lấy các bác lên đơn đỏ 180 nhá mọi người. Rồi em lên cho các chị này. Má này siêu đẹp. Số lượng như nào em? Hay quá. Má này là má áo gấu gu cho em hàng hàng Hàn nhá mọi người ơi. Má này của nhà em là má nỉ Hàn đẹp cực. Má nỉ Hàn đẹp cực. Nhưng số lượng quá là ít luôn ạ. Nỉ Hàn của nhà em là hai. Nỉ Hàn của nhà em này là mũ hai lớp ạ. Đây ạ, siêu đẹp luôn. Các chị lên đơn cho em ạ. Đây ạ. Cái này các chị lên đơn cho em là nỉ Hàn bình thường bán 299. Hôm nay lên đơn cho các chị em cũng bán lỗ. Mà cái này em nói thật là em không ế, nên em không lỗ sâu cho các chị được. 250.000 ạ. Nỉ Hàn cho em 250 nhá mọi người. Nỉ Hàn cho em này. Áo gấu nỉ Hàn cho em. Và toàn bộ nỉ Hàn của nhà em thì bên trong là nỉ bông ạ. Bên trong là nỉ bông cực kỳ dày luôn. Các chị lên đơn cho em ạ. Gấu cho em 250 kèm số điện thoại xỉ bằng lẻ luôn. Gấu cho em 250.000 xỉ bằng lẻ. Các chị gấu cho em 250.000 xỉ bằng lẻ nha các chị nha. Vịt xong rồi đúng không em? Vịt xong rồi. Các chị một cái áo đấy chị mặc. Không, các chị cái ấy cơ. Ừ. Áo chị mặc là vịt 190. Hình như số lượng ít lắm. Ít. Đây thôi, 1, 2, 3 4, 5, 6 với cả ở tầng 3, tầng 4 60 cái mà. Không, cái em gì đến 60 cái ông vạ cho các 60 cái ông vạ cho chết chúng mày. Tội chúng mày. Qua lại còn đòi về sớm. Đưa chị màu kia. Đồ đi các chị ơi. The Real bây giờ em bán giá này là khách chửi em chết. Các chị ạ, đẹp cực. Mới về. The Real xinh cực. Nỉ Hàn nhá mọi người. The Real là nỉ Hàn cho em. Mạnh dạn chốt một cái màu xám. Ôi dồi ôi. Mạnh dạn chốt một cái màu xám nhá các chị. Nỉ The Real này là chuẩn giá on web là hơn 3 củ anh em ơi. Hơn 3 củ nhá mọi người. Thôi em chơi hàng này thôi các chị ơi. Em chơi hàng này thôi. Chứ 10 triệu của em chỉ mua được 3 cái áo là. Em chơi hàng này nhá mọi người. Nhìn mã The Real cho em này. Hết nước chấm. Cạn lời bình luôn. Đẹp không? Ôi mùa đẹp quá bạn ơi. Hôm trước tôi đã lấy một cái màu xanh rồi. Rồi, em sẽ lên cái này nhá. Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Cười xám cho em. Ôi đẹp quá mọi người ơi. Đẹp vãi cả trưởng luôn ạ. Thôi xin phép mạnh dạn bán giảm cho các chị 30.000 một áo nhá. Dưới giá sỉ nhá. Em giảm cho các chị 30.000 một áo là còn bao nhiêu ạ? 269.000. Từ từ đợi em 269. Các chị lên đơn cho em là cười xám này. Nhìn túi hàng Hàn cho em này. Chuẩn đét như này luôn ạ. Nhìn túi hàng Hàn cho em chuẩn đét như thế này luôn nhá mọi người nhá. Cười xám cho em ạ. Cười. Đây này. Không cho em lấy một cái này rồi này. Ôi tự mạnh dạn chốt thêm cho mình. Ôi tự mạnh dạn chốt thêm cho mình một cái màu xám. Ôi đẹp quá anh em ơi. Cười xám ạ. Cười xanh này. Cười xám, cười xanh này. Cười hồng và cười be ạ. Áo len nâu cô gấu còn không chị? Áo len nâu cô gấu là mã gì ạ? Cười cho em nhé mọi người. Đẹp quá. Cười kèm màu kèm số điện thoại. Cười kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Cười hồng, cười xám, cười be và cười xanh.
Hiếu Trần comment lại là cười xám nhé. Cười hồng, cười xám, cười be và cười xanh giúp em nhé mọi người. 269 cười kèm màu kèm số điện thoại màu be rất là đẹp. 269.000 269.000 à, mã gấu kèm túi chị hết rồi em. Gấu kèm túi hết rồi nhỉ. 269 ạ. Chị đặt tên đấy là mã cô gấu rồi em. Chị buồn cười nhỉ. Chị chịu chị đấy, chị không nhớ. Cười kèm màu kèm số điện thoại màu be rất là đẹp. 269.000 Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy. Cười kèm màu kèm số điện thoại cho em. Xám, xanh lá. Xám, xanh lá, be và hồng. Màu be đẹp lắm ạ. Xám, xanh, dày lắm nha mọi người ơi. Mã này các chị chỉ cần mặc thêm một cái áo giữ nhiệt ở bên trong nữa là ok. Đây ạ, vì đây là mã nỉ hàn. Hiếu Trần comment lại nha, Hiếu Trần ơi. Đây là nỉ hàn ạ, không phải là nỉ thường đâu. Xanh lá cho em đẹp lắm. Em cũng đã lấy một cái xanh lá em mặc mọi người. Form dài rộng dấu quần. Hết nước chấm luôn. Em không nhận đơn sau live stream nhé mọi người. 269 đúng không ạ? 269 dưới cả giá xỉ rồi các chị ơi. Cười kèm màu kèm số điện thoại ạ. The real đấy. Cười kèm màu kèm số điện thoại cho em. 269.000 Cười kèm màu kèm số điện thoại 269 này. Rồi set len mới về này. Set len mới về ạ, bán tặng các chị này. 266.000 Selender. Selender. Selender cho em form cân nặng dưới 65-68 cân mình mặc ok la. Dưới 65-68 cân mình mặc ok la giúp em ngồi này các chị không nghe xem được dáng luôn. Nè thôi nhá, bán rẻ mà các chị. Đây ạ. Các chị lên đơn cho em này. Ai các chị lên đơn cho em là set len cho em. Set len giúp em ạ, 268.000 Set len 268 kèm số điện thoại em lên cardigan này. Set len 268 kèm số điện thoại cho em nhé mọi người. 268 ạ. Áo phông ngắn tay chị không lên đâu. Áo phông ngắn tay chị để chị bán ấy. 8 cục trắng ạ. À. 8 cục be chị ơi. 8 cục be chứ Hiếu Trần ơi. 8 be nhé chị, không có 8 trắng đâu ạ. 8 be nhé chị ơi, không có 8 trắng đâu ạ. Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Không ý bốc cho Hiếu Trần nhỉ? Kèm số điện thoại chị Hiếu Trần ơi. Khách mới đồng ý cọc thì nhà em lên đơn, nếu không đồng ý cọc chị comment cho em là không đồng ý cọc nhé chị nhá. Ngày hôm nay nhà em bán cực kỳ rẻ rồi nên là khách phải cọc thì nhà em mới chốt đơn, không cọc nhà em không lên đơn được ạ. Mình phải bán giống nước ngoài ấy các chị. Mấy con nước ngoài nó mua hàng của mình nó bom mình suốt à. Nên là mình phải bán hàng giống nước ngoài ấy, phải gì? Deposit. Deposit nhá. Chị ơi nó CC lên còn không chị không? Trời ơi toàn hỏi những cái gì ấy. Chị không còn đâu, chị bán cái gì là hết cái đấy chị không còn đâu. Lúc chị bán thì áo chị mặc là cười xám nha em ơi. Áo chị mặc là cười xám. 269.000 269.000 xỉ bằng lẻ luôn. Rồi mã này lên đơn cho em. Của em là nỉ hàn nhá, không phải là nỉ thường đâu. Không phải là nỉ tàu đâu ạ, nỉ tàu nhà em 299.000. Mã này các chị lên đơn cho em là vịt xanh kèm số điện thoại cho em. Vịt xanh kèm số điện thoại 190 ạ. Vịt xanh kèm số điện thoại cho em 190.000. Ai lấy các bác lên đơn. Vịt xanh ạ, 190 ạ. Ấm lắm. Đúng không? Kiểu livestream ngồi trước cái điều hòa. Ở dưới này phải bật điều hòa. Em ơi mùa đông. Vịt xanh 190. Vịt xanh 190. Không điều hòa. Đúng không, không lạnh. Vì đã có em ở bên cạnh. Vịt xanh 190 ạ. Ơ cho chị gáo nhỉ, cô gái kia đi. Cô gái này mọi người ơi, nỉ hàng siêu cấp VIP nhá, dày cực. Cô gái cho em ạ. Thả like thả tim đi các ông cháu ơi. Này, ấn vào màn hình thả like thả tim đi mọi người ơi. Facebook vẫn chưa ok à? Hả? Vẫn đơ à? Má này là áo nỉ nhá mọi người nhá. Chất nỉ da cá chéo cho em. Các chị lên đơn cho em là VIP, kẻ VIP cho em. Áo đâm mặc là 269 nhá. Kẻ VIP cho em kèm số điện thoại ạ. Kẻ VIP kèm số điện thoại cho em. Đây kẻ VIP của các chị đây. Kẻ VIP em tặng các chị luôn 70.000 một áo. Áo nỉ. Áo nỉ nhá mọi người nhá. Áo nỉ.
kẻ VIP cho em ạ. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Kẻ VIP kèm số điện thoại ạ. Kẻ VIP kèm số điện thoại cho em. 70.000 luôn. 70.000 ạ. Kẻ VIP 70 kèm số điện thoại ạ. Đẹp nhỉ. Form dưới 65 cân mình mặc ok la. Form dưới 65 cân mình mặc ok la cho 70. Em nhé. Không các chị ơi, nhà em không có cái gì mà 65 cân mặc rộng cả. Form của nhà em chỉ dưới 65 cân thôi. Nên các chị cân đối mua hàng giúp em nhé. Nếu lấy thì comment cho em là ok lấy, không lấy báo em hủy đơn luôn. Để em xả luôn ở trên like nha các chị nha. Rồi đừng chốt đơn sau hàng đến xong lại bom về của thân em. Đây ạ. Em chỉ, các chị nhìn hàng nhà em là các chị biết là nhà em chỉ bán hàng hot thôi. Kẻ hết đó nhá. Mà nó sẽ là free size ạ. Rồi các chị lên đơn cho em là kẻ VIP cho em kèm số điện thoại. Kẻ VIP em hết ạ. Hết nhanh lắm, em xả cái giá này thì cực kỳ nhanh luôn mà mọi người. Áo gấu cho em này. Các chị lên đơn cho em là gấu hồng, gấu be và gấu đen. Áo chị mặc là 269 xỉ bằng lẻ. Gấu hồng, gấu be và gấu đen cho em 162.000. 162 ok la chưa ạ. Gấu dâu siêu hot luôn. Thế để bán tóc tóc nhỉ. Nhỉ. Ăn đơn luôn đúng không. 162.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Gấu hồng, gấu đen và gấu be cho em 166 em nhận đơn. Áo len nhé mọi người ơi, 166.000. Áo len cho em ạ, 166.000 ạ. Áo len cho em 166.000. Các chị thích gấu nào các chị comment cho em gấu đấy. Quả gấu dâu này thì siêu hot luôn mọi người. Quả gấu dâu này thì siêu hot luôn này. Chuyển sang cho Thảo này mà. Chờ Thảo chụp con gấu này thôi. Thả Thảo chụp thôi. Lại hết gấu rồi. Chốt chuẩn giúp em nhé mọi người ơi. Chốt chuẩn giúp em nhé mọi người. Mới cọc giúp mình nhá. Đồng ý cọc thì nhà em lên đơn, không đồng ý cọc thì các chị comment cho em là không cọc không sao. Em sẽ chốt đơn cho người khác, bình thường thì nhà em ship code cho các chị. Nhưng mà hôm nay nhà em bán sale nên là nhà em không ship code ạ. Khách mới thì các chị phải cọc thì nhà em mới lên đơn. Cọc gấu be và gấu hồng nhá, tươi hip ơi. Đây này, các chị nhìn áo nỉ hàn của nhà em này. Thế à chị, trời ơi, chị vào chị ủng hộ em một tí đi. Chị vào chị ủng hộ em một tí đi. Ủng hộ em đi các mạnh thường quân. Nỉ hàn nè, dày lắm. Đây ạ. Dày và ấm nhé mọi người nha. Má này các chị lên đơn cho em là gấu nâu cho em kèm số điện thoại ạ. Gấu nâu kèm số điện thoại cho em. Set hả em? Ok, cho chị mấy cái set. Đấy nè. Xem nhà có cái set gì ở ngoài, bước ra đây. Xả hàng lấy tiền xuất động cùng quân cúp. Em xả hàng lấy tiền ạ, à. Tối nay em cá độ một trận. Được ăn cả ngã về không? Bán hàng ai chưa để mệt mỏi lắm. Rồi các chị lên đơn cho em là gấu nâu cho em ạ. Áo hoodie nha. Nỉ bông của Hàn. Đây ạ. 268.000 xỉ bằng lẻ cho em. Dày lắm. Nỉ bông của Hàn thì các chị biết là dày như thế nào rồi đấy. 268 cho em ạ. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Gấu nâu kèm số điện thoại 268.000. Gấu nâu cho em kèm số điện thoại. Mặt trước thì có chữ ạ. Mặt sau là full hình gấu to đùng. Gấu nâu kèm số điện thoại cho em 268 ạ. Ai lấy các chị lên đơn. Gấu nâu 268 ạ. Gấu nâu cho em 268. Một cái duy nhất trên cuộc đời này dành cho người may mắn. Bộ ạ. Bộ NI nhé mọi người. Bộ NI cho em này 199. Hôm nay sale cho các chị với giá là 96.000. 96.000 cho em. NI cho em 96k kèm số điện thoại. NI ạ, 96.000 cho em. Ai lấy các bác lên đơn. NI ạ, 96.000 đồng. NI 96 kèm số điện thoại. Đưa cái này cho Thảo chuyển là xong, bảo Thảo nốt số lượng luôn đi. Bảo Thảo cho lên duyệt luôn đi. Gấu nâu hết rồi em ơi. Hết gấu nâu rồi. Nó đâu rồi? NI 96 ạ, kèm số điện thoại ạ. NI cho em 96.000. Ai lấy các bác comment. NI 96 kèm số điện thoại. Trời ơi, lên đơn không lên số điện thoại. Các chị ơi, để cho em xin số điện thoại nha các chị nha. Mua hai sản phẩm chủ động cọc giúp em. NI cho em 96.000 này. Má này đẹp này anh em.
Mai đẹp cực luôn, không đẹp không lấy tiền luôn. Chị mới mua hai sản phẩm và cọc giúp mình nhá. Em xả lỗ cho các chị mã này. Mã này của nhà em là áo nỉ bông, dày đẹp. Dày đẹp và ấm nhá mọi người ơi, hôm nay xả kho cho các chị luôn này. Xinh không? Mai các chị lên đơn cho em là nỉ bông đen kèm số điện thoại cho em. Nỉ bông đen kèm số điện thoại, xinh xỉu luôn. Nỉ bông đen kèm số điện thoại ạ, 89.000. 89.000 đồng, ai lấy các chị lên đơn. Nỉ bông đen kèm số điện thoại ạ, 89.000 đồng nhá mọi người. Ai lấy các bác comment. Nỉ bông đen kèm số điện thoại cho em, 89.000. Nỉ bông số lượng như nào ông cháu ơi? Nỉ bông đen cho em 89.000. Ai lấy các bác comment ạ? À? Nỉ bông đen kèm số điện thoại. Form từ 40 cho đến 68 cân, 65 68 cân các chị màu vừa, 89.000. Ok lá. Nỉ bông đen áo chị mà chỉ có một màu à, áo chị mà chỉ có màu xám. Màu be, màu xanh và màu hồng. Xám be xanh hồng, không có ấy. Em lên cho các chị những quả số lượng ít này. Chị gái đâu rồi? Chị gái em đâu rồi? Hả? Hả? Cô biết đâu rồi? Chị cũng biết được. Anh đi hiểu không? Nỉ bông đen em hết các chị ơi. Nỉ bông đen hết mất rồi nhá. Cô biết đi đâu rồi không biết. Cô biết đang ở tầng nào mà không có sóng hay lại ở dưới kho. Cô biết không có sóng à? Xách tin nhắn. Covid. Đại sứ Covid. Vẫn ho lọc quặc. Ở đâu ra cái thói ho lọc quặc đấy hả Diễm ơi? Mày dùng từ ở đâu ra đấy? Má này các chị comment cho em là gấu xanh cho em kèm số điện thoại. Gấu xanh cho em kèm số điện thoại. Thôi em cọc rồi mà không chốt được gì, em chốt được mấy cái rồi. Em chốt được mấy cái rồi. Má các chị lên đơn cho em là gấu xanh kèm số điện thoại cho em nhé mọi người ơi. Gấu xanh kèm số điện thoại, ai lấy các bác comment ạ. Gấu xanh cho em. Hàng siêu cấp VIP siêu đẹp luôn. Hàng siêu cấp VIP siêu đẹp luôn. Đẹp tuyệt cả là vời luôn. Tại vì chị ở miền Bắc mà. Mùa đông mà. Chị phải bán đồ đông chứ. Nhưng mà chị vẫn có đồ hè. Chủ yếu là các em phải ngoan nhé. Gấu xanh cho em 159.000. Hàng siêu cấp VIP, bạn nào chốt được chúc mừng các bạn. Hàng siêu cấp VIP ạ, bạn nào chốt được thì chúc mừng các bạn luôn. Dành cho người may mắn ạ. Dành cho người may mắn nha mọi người ơi. Gấu xanh cho em 100 bao nhiêu ạ? 59.000. Gấu xanh cho em 159.000. Gấu xanh 159 giúp em. Gấu xanh cho em ạ 159.000. Hàng mỏng mỏng là cái gì? Là áo phông hay là áo len mỏng hả em? Chị Đài đang chuẩn bị lên. Chị Đài đang chuẩn bị lên áo nỉ dày đây này. Từ đợi chị nhá. Vừa lấy ai không được cô gái nỉ bông kia thì bây giờ mình chuyển sang cô gái nỉ bông này cho em nhá mọi người nhá. 92.000. Trời ơi. Mặc hách tuổi cực kỳ luôn, xinh xỉu luôn ạ. À. Các chị lên đơn cho em ạ. À. Mai các chị lên đơn cho em là cô gái cho em 92.000. Cô gái 92 kèm số điện thoại. Lên áo phông cho khách em ạ. Cho khách một mã đá đi. Cô gái 92 kèm số điện thoại. Trời ơi, bà thì bảo tôi lên áo phông, bà thì bảo tôi lên bộ len. Rồi, ok các bà, em chiều các bà. Cô gái cho em ạ, 90 mấy ạ? 92.000. Cô gái 92 kèm số điện thoại ạ. Cô gái 92 kèm số điện thoại cho em nhá mọi người. Ôi, đại gia đấy. Cô gái 92 kèm số điện thoại ạ. Hả? Thế á? Thế đấy. Nhiều quá. Thế một ngày hai đơn phải dồn vào cho người ta chứ. Con chị nói tao trái hiểu cái gì ạ? Phải làm sao đây? Phải làm sao? Đây đưa chị Thảo cái này đi. Này chị Thảo ơi, chị cho em cái này. Vì phải mình gọi nó là chị Thảo ơi đúng không? Đấy. Đấy, chị cho em mấy cái đấy vào đi. Chị cho em hết tất cả các bọn áo phông vào đi. Chị sắp xong chưa?
Hả? Lâu thế, chị làm gì mà lâu thế? Chị nhanh lên để tí em bán 10 mẫu. Chị cho em 10 mẫu. Đây cái gì? 5 mẫu áo nỉ với cả 5 bỏ áo phông. Với cả bảo Long lấy áo phông ở dưới tầng 3. Áo phông mới. Áo phông thái được. Đấy chị cho em 20 mẫu. Chị duyệt luôn hộ em. Cho nóng. Mày nhanh lên, mày mà không nhanh tao đuổi việc đấy. Còn Covid thế nữa. Đại sứ Covid tầm này đang không có ở đây rồi. Sốt lại thêm một Covid nữa. Áo phông. Áo này thì là áo phông. Nhưng mà áo phông lại mặc vào mùa đông mọi người ạ. Đây, áo The Real nhé. Nó là chất da cotton nhung các chị ạ. Nếu mình mặc mùa hè nó sẽ bị nóng. Áo này ra vào cái thời tiết mà giao mùa như thời tiết như ngày hôm nay này, các chị mặc sẽ đẹp nhé mọi người. Áo chất cotton nhung của em nó thì được cái là ưu điểm của nó là bề mặt vải của nó rất là mịn. Được chưa ạ? Mã này của nhà em là hàng xịn. Logo thêu nổi ạ. Hàng full tab chuẩn đét như thế này luôn nhé mọi người. Hàng full tab chuẩn đét như thế này luôn ạ. Em đang bán là 199, em chốt đơn cho các chị với giá là 109.000. 109 áo khoác chữ R còn không? Hết hàng rồi chị ơi. Hết hàng rồi chị Ninh ơi. Hết veo, hết veo. Áo khoác hiện tại không còn. Cái gì? Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Kẻ ô cho em 109. Hôm nay xả kho này, 10 bà vào chốt đơn đi bà. Má này các chị lên đơn cho em là kẻ ô cho em. Mỏi quá. Kẻ ô ạ, 109 ạ. Kẻ ô 109 kèm số điện thoại. Kẻ ô cho em 109.000. Ai lấy các bác lên đơn. Chất cotton nhung nha các bác. Rất xinh. Kẻ ô 109 kèm số điện thoại. Ai có đơn rồi mình lên đơn cho em là kẻ ô 109 dồn đơn. Ai chưa có đơn mình bổ sung số điện thoại cho em. Hôm nay live stream hơi nham nhở. Anh em thông cảm. Hôm nay xả kho mà. Hôm nay xả kho mọi người. Đây áo khoác LV. Áo khoác bomber LV ạ. Chân nỉ da cá nha mọi người. Áo khoác bomber LV cho em chân nỉ da cá. Form dưới 63-65 cân ok la. Được chưa ạ? Không đá đây. Không đá đây ạ. Ai các chị lên đơn cho em là LV cho em 99.000. Áo khoác chân nỉ da cá nhá mọi người, ok la không? 99.000 cho em thách luôn. Không ai sản xuất được cho các chị giá này. Chỉ có em áo đá mới bán cho các chị giá này thôi. Đây ạ. Ai các chị lên đơn cho em ạ. LV cho em 99.000. LV 99 xem kẻ ô còn mã nào quăng ra em. Vứt hàng xuống dưới cho bọn kia chia đi. Hoodie đang mặc là áo nỉ bông hàng 269 xỉ bằng lẻ. 269 xỉ bằng lẻ. Em có màu be này. Màu xanh này. Và màu hồng. LV 99 kèm số điện thoại cho em. LV 99 kèm số điện thoại. Được chưa em? Má này các chị lên đơn cho em là gấu ô cho em 119.000. Xe tí o đen là cái gì hả em? Má này các chị lên đơn cho em là gấu ô cho em. Bản này theo nhung nổi hết. Bản này theo nhung nổi hết ạ. Gấu ô cho em kèm số điện thoại 119.000. Gấu ô 119. Gấu ô cho em 119. Ở đây không ai không ai tên là cho hết. Các chị chỉ có chốt thôi, không ai đây là cho hết. Các chị chốt cái gì các chị cũng mạnh dạn mà chốt đơn đi nhá. Không cho mà bảo là chốt. Em chốt. Gấu ô cho em 119. Gấu ô cho em là 119.000. Riêng quả này mà các chị đi nhập hàng ở chỗ Ninh Hiệp sợ không bao giờ có được quả giá này luôn. Gấu ô cho em 119 bao nhiêu cái không cháu? Gấu ô à? Hết hàng. Đâu? Chị có set đâu nhở? À, set chị nhiều lắm. Chán nhở, đợi chị. Set len của chị ở đâu nhở? Không, set len chị rất là nhiều set len mới nhá, chị chưa bán. Set len của chị ở đâu nhở? Ồ, hết hàng mất rồi ạ. Cho má khác đi em ơi, cho ô ủ khác đi em. Set len của chị ở đâu nhở, mày móc của chị cái. Set len CC kìa. Xem có xe len gì không, chỉ có cả xe len mới thôi mà nó không biết nó đang ở mạng nào. Ừ, xe len cô gái này.
đấy, cái len mới của chị đấy. Áo đang mặc là 268. Áo đang mặc là 268 nhá, rung rung nhá. Bây giờ cái gì của Đông đâu ở đâu? Nào anh em đợi một chút nào. Xếp tì o này. Ô ủng vứt đây chị nhé. Xếp tì o cho em này. 89.000 một xếp. Chân nỉ da cá nhá mọi người nhá. Da cá 3D. Đây ạ, các chị lên đơn cho em là tì o cho em. Tì o cho em 89.000, hôm nay xeo lỗ hết. Tì o 89 này. Quần bo gấu này mọi người. Dior 89 cho em quần bao gấu rơi. Dior 89.000 quần bao gấu. À em mặc là 269. 269. Dior cho em quần túi bao gấu này. Dior. Dior bao tiền nhỉ em nhỉ? 89.000 đồng một set. Nhá mọi người, siêu đẹp. Dior 89.000 đồng một set cho em. Siêu đẹp. Đỏ hết hàng. Đỏ là cái gì ta? Áo này cả Việt Nam chỉ có một cái thôi các chị ơi. Dior hết hàng đấy. Đưa cái hệ đấy đây chị xả. Cái này cả Việt Nam chỉ có một cái nhá các chị nhá. Đấy các chị lên đâu cho em là mang duy nhất cho em 119. Lãi 1.000 các chị thôi, em nói điêu mất lọc. Em bán quá lỗ luôn. Đấy các chị lên đâu cho em mang duy nhất cho em siêu đẹp. Ai hết sạch hàng luôn, sạch bom. Bây giờ mới hoàn về. Anh em ạ, duy nhất cho em ạ, đẹp lắm. Cô gái xinh lắm. Duy nhất ạ, 119 ạ. Thế này comment cho em là gấu xanh cho em 119. Hết mất ta chạy nhau. Duy nhất hết hàng rồi, đã bảo là duy nhất chỉ có một cái thôi. Lại comment duy nhất 5 cái. Chị lấy ở đâu ra hả Trang? Chị lấy ở đâu ra? Em đang trêu đùa chị đúng không? Em đang trêu đùa chị đúng không? Có phải em đang trêu đùa chị đúng không? Đây, gấu xanh 119 ạ. Gấu xanh 119. Mời anh em. Gấu xanh 119. Bọn kẻ hô này còn cái gì không hả em? Hả? Em nhận được áo thỏ về dày dặn chim ưng quá. Cảm ơn chị Trinh Mon. Đây còn đúng một cái. Thôi Trang có lấy thì Trang lấy này. Đồ lưu của em này. Này chị biếu em này. Em có lấy không thì chị biếu em 100 này. Có, chị có set đây rồi. Anh em đợi em. Anh em cứ từ từ nhá. Đứa thì bắt lên áo len, đứa thì bắt lên áo nỉ, đứa thì bắt lên ấy. Lấy. Lấy 100. Biếu anh em. Lấy chỗ đi lạ. Đây áo đá đây, anh em cứ từ từ nhá. Các chị mà cứ bắt em lên nhiều em tổ hỏa nhiều ma đấy. Đây, áo phông đá đây các chị ơi. Đá trắng cho em 89.000. Nhìn hàng đỉnh đét luôn này. Nhìn cái tag là nói lên đẳng cấp rồi này. Đá trắng cho em 89.000 đồng. Số ơi, phục vụ anh em từ Bắc Trung Nam các chị ơi. Sợ thật sự luôn đấy. Đá trắng cho em 89.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Đá trắng 89 kèm số điện thoại. Kèm số điện thoại nhá. Gấu đá bia dích này. Ok. Đá trắng cho em 89.000. Ừ đợi chị 89.000. Gấu trắng cho em 89.000. Đây của em. Gấu trắng cho em 89.000. Chị Thúy Nguyễn phải cọc giúp em thì mới lên đơn được ạ. Đá trắng cho em 89.000 đây. À tôi chết rồi, đứa nào vừa bảo lấy set Dior. Lấy set Dior này. Rồi ta phải để đằng sau rồi cho ai vừa lấy nhờ, quên rồi. Đây set Dior. Ai vừa hỏi thỉnh thoảng như con ngáo đá ấy. Bộ này có đen không em? Bộ này có đen không nhỉ? Ok la đá trắng em nhận đâu. Bộ này có đen không nhỉ? À đây. Đây chị không biết số lượng như nào. Đây đẹp cực. Xả lỗi cho các chị luôn này. 299. Hết lỗ trắng rồi. Set len nha. Set len nha mọi người ơi. Set len nha. Set len
gấu đá cho em siêu đẹp, hàng hơn 300. Xả kho cho các chị ạ. 199.000. Trời ơi. Khách mới. Trời ơi, lại bây giờ lại bắt lên áo không. Khách mới mua lần đầu vui lòng cọc giúp mình 100 nhé. Áo không bán rẻ lắm. Máu không đâu có tiêu đâu có thối đâu. Chẳng qua là cái khúc mà đang xả kho chẳng hết này. Cứ cái này đá cái kia cứ đắt đắt rẻ rẻ, lãi lãi không lãi. Em không hay bán như thế. Lỗ là cho lỗ luôn. Lại lên ít hàng này đi cô ơi. Cháu ơi. Rồi từ từ đã để cho chúng nó. Bảo chúng nó vứt hàng hè vào thang máy đi, đi em. Hàng hè nhà em để ở kho khác các chị ơi. Ôi trời ơi. Trên cháu. Đấy bà cháu ơi. Xét lên ạ. Comment cho em này. Gấu đen, gấu trắng và gấu be. Gấu đen, gấu trắng và gấu be. Ba màu. Ba màu nhé mọi người. Gấu đen, gấu trắng và gấu be cho em. Được chưa ạ? Ai đấy các chị lên đơn ạ. Gấu đen, gấu trắng và gấu be cho em 299.000 xỉ bằng lẻ luôn này. Đẹp chưa? Đen trắng be dày lắm. Ba màu với hải răng. Dày ấm lắm luôn ạ. Đen trắng và be cho em 299 ạ. Đen trắng và be 299.000. Đen trắng be 299 ạ. Cardigan Gucci xanh. Biết luôn. Cái giờ này còn hỏi cardigan Gucci xanh à má. Đâu hình như có đấy, không xem được đằng sau, không xem được đằng sau, không xem được rồi em ơi. Thì sau hàng của chị chất lên trên cả đầu chị luôn đấy. Thế là chị ngồi ở kho chị like thôi. Gấu cho em ạ. Gấu kèm màu kèm số điện thoại ạ. Gấu kèm màu kèm số điện thoại ạ. 299. Chị mặc mồm đất 269.000. 269 269 ạ. Quách Ngọc Tùng có hỏi với Quách Văn Thông không? Gấu cho em này. Nè em ơi. Xong rồi bảo chúng nó báo số lượng nhé. Không, số lượng ấy không đúng. Áo đá em hết ạ. Riêng má này các chị mặc không bao giờ lố mốt luôn. Nhìn kỹ hàng siêu cấp VIP của nhà em này. Nhìn kỹ hàng siêu cấp VIP của nhà em này mọi người ơi. Hết nước chấm chưa? Các chị comment cho em là FF đen kèm số điện thoại. FF đen kèm số điện thoại cho em. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Đưa cái áo trắng đấy cho Thảo đi em. Lỗi ạ. Đi. FF đen cho em kèm số điện thoại ạ. 89.000. Quá là đẹp luôn. Đẹp lắm chứ không phải là đẹp vừa đâu nha. FF đen cho em 89.000. Ai lấy các chị lên đưa cho Thảo mấy cái áo không hình đi. FF đen ạ, 89.000. Mua một sản phẩm phí ship cũng là 30.000, mua hai sản phẩm phí ship cũng là 30.000. Mua ba sản phẩm dưới 1 cân phí ship cũng là 30.000 nhá mọi người nhá. Đấy, các chị cứ mua dưới 1 cân là phí ship ở đồng giá là 30.000. Em chỉ có thể làm đồng giá 30.000 nếu các chị được dưới 1 cân thôi. FF cho em này. 80 mấy ạ? 89.000 đồng, quá là rẻ luôn ấy. Thôi, chị em nào mà mua hàng hè thì vào TikTok của em nha các chị nha. Chị em nào mà mua hàng hè thì vào TikTok của em. Cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy. FF cho em ạ, 89.000. Rồi các chị follow TikTok của em đi. Được
chưa ạ? Cô gấu gành ngang Nguyễn Thanh Thủy ạ? Là em nhá mọi người. Nào tiếp đi em ơi. Set lên. Đây, set lên Dior. Set lên Dior này, chỉ duy nhất cái set lên Dior này có cái họa tiết quần chám rất là đẹp ạ. Logo Dior là logo Dior màu nâu. Đấy, rất là đẹp luôn. Các chị lên đơn cho em. Set lên Dior cho em. Dior 250 luôn này. 250 này. Được chưa? Hình như còn 12 set gì đó. Dior cho em 250.000. Ai lấy các bác lên đơn. Dior 250 kèm số điện thoại. Dior cho em 250.000 ạ. Kèm số điện thoại ạ. Chị ghi link TikTok của em vào đi, tí nữa em sẽ lên live TikTok. Bảo Thảo cho hết, cho hết sang cái TikTok shop. Em có hai cái TikTok shop. Em sẽ live thử một cái TikTok shop nha mọi người nhá. Vì em biết là hàng của em lên TikTok là sẽ rất là dễ bị khóa sản phẩm mọi người. Thì cứ live thử nhá. Tí nữa nhá, tí live TikTok mọi người vào TikTok nha. Thì em live cho các chị rẻ bèo luôn, được chưa ạ? Này, cho quả này vào đi. Thế số lượng như nào đấy, hết rồi còn đâu em? Một cái à? Này một cái em đưa Thảo và tí bán 39.000. Tí vào TikTok bán dưới 100.000 hết nha mọi người. Em ơi vứt hàng ra cho Thảo đi. Tí bán dưới 100.000 hết đây này. Áo nỉ áo nủng này. Đợi em nha, em cho nhân viên nhà em làm TikTok. Thật ra TikTok em không làm đâu các chị ơi. Nhân viên nhà em làm hết. Em vứt hết ra đi. Tí bán hết ở TikTok cho các chị được chưa? Rồi hàng hè vào TikTok nha. Bây giờ để sell hàng đông cho các bác. BBR cho em. Ai lấy các chị lên đơn. BBR kèm số điện thoại. Tối em vẫn like nhá, tối em like hàng mới nhiều lắm. Tối em like len lủng các thứ Noel nuôi ức nha các chị nha. Rồi BBR cho em này 99.000. BBR cho em 99.000 ạ. Ai lấy các chị lên đơn ạ. BBR cho em 99.000 nha mọi người ơi. BBR cho em 99.000. Ok em. Nguyễn Thủy Tiên, bà tao là Nguyễn Thanh Thủy mà mày. Con phấn thơm kia. Nguyễn Thủy Tiên, follow cô của Nguyễn Thủy Tiên, cô của Nguyễn Thanh Thủy em. Chị tên là Thủy mà, chị đã đổi tên là Tiên đâu. Chị là Thủy Điên, chứ chị đâu có phải là Thủy Tiên. Rồi, BBR cho em 99.000, áo khoác. Áo khoác BBR cho em 99.000, follow đi. Follow Nguyễn, cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy đi mọi người. Được chưa ạ, hoặc mọi người có thể tìm theo cái ID cô gấu chấm 166 nha. Cô gấu chấm 166 nha. Và cô gấu Nguyễn Thanh Thủy nhá. Nói chung ở trên TikTok của mỗi em là cô gấu đúng. Để em đưa. Ừ, cứ lộn như thế là chết, tí nữa nha. Rồi Thảo ơi đưa hàng lên chị đấy cho. Rồi tí nữa em sẽ like top top được chưa. Xét lên CC này. Xét lên CC này mọi người. Thì nó phải cho tất cả tập trung xem là số lượng như nào để chốt chuẩn nhá. Xét lên CC nha mọi người ơi. Cô gấu gạch Nguyễn Thanh Thủy em ơi. Các chị ít hàng này vào đi. Đây là em bảo Thảo cho cái này đi. Đây nữa, đây. Không, TikTok mới thôi mà. TikTok mới là một tuần nay thôi. Này em đưa Thảo chụp lấy cái này cho chị để lên tặng đi. Đấy, được chưa? Tặng lỗi cho anh em luôn nha. TikTok là không chơi được hàng thương hiệu mà nhà em thì bây giờ toàn chơi hàng thương hiệu thôi mọi người. Đây nhặt cho chị ít này đi. Em ơi nhặt cho chị ít hàng này nữa này. Bảo Thảo là chụp đây là chị ạ. Nhặt cho chị ít mấy cái mẫu xinh xinh này đi Diễm ơi. Có số lượng đi em. Ok kiểu fan nhé. Đây Diễm ơi lấy cái này đi. Lấy mấy kiểu này đi cho chị tầm 5-7 mẫu rồi đây. Xong Bảo Thảo up hết hàng lên. Rồi, em cho sang TikTok mới nhá, em sang cho cái TikTok số mới. Vì em biết hàng của em dễ bị vi phạm lắm. Rồi, follow đi, lát nữa sẽ like TikTok được chưa? Có 3 nick TikTok cơ nha. Để em đi em follow em đó nha. Xong các chị chỉ cần vào một cái link của em thôi, xong các chị thấy
em follow ai thì các chị follow nhá, được chưa? Ôi sao ở đây lại có một số cô gấu nào đây? Ảo nhỉ? Các chị nhìn em follow ai thì là em nha. Rồi ok, em có 3 nick cô gấu được chưa ạ? Chồng đưa vợ mượn cái máy của chồng đấy. Chồng chồng đưa vợ mượn cái máy của chồng. Ok, khỏi rồi. Chồng ơi đưa cái điện thoại của chồng đây. Gì đấy? Xong rồi nó bảo phải gửi tặng luôn. Tại thế? Ừ. Như nào? Cái con chó bị dở hơi mà các chị. Đưa cái điện thoại kia đây. Điện thoại của chồng ấy. Rồi các chị cứ follow em đi. Tí em like nha. Rồi, ok. Rồi, em like tiếp nha mọi người ơi. Bây giờ mọi người thích lên cái gì nào? Em like tầm 30 phút nữa nha các bác. Các bác cứ hỏi em nhiều quá, em chưa biết gì đâu. Rồi, các chị vào cô gấu Nguyễn Thanh Thủy được chưa ạ? Các chị xem cô gấu Nguyễn Thanh Thủy follow ai thì các chị follow lại là ok nhá mọi người. Được chưa ạ? Thì đấy đều là nick của em nhá mọi người. Đấy đều là nick của em nhá mọi người ơi. Rồi, em không nghĩ là lại kéo các bác từ Facebook sang top top đâu các bác. Em chỉ định là tự lực cánh sinh thôi các chị. Rồi, áo phông đi sang top top của em mua nhá mọi người. Áo phông 30 phút nữa, được chưa ạ? Áo phông 30 phút nữa nha mọi người ơi. Rồi, thôi kệ kể cứ like thử đó nhá. Đáng nhẽ định lên top top like thật đấy. Nhá, thôi chỉ lên top top like thử nhá. Này, đây. Bảo Thảo chụp đi em. Ừ. Bảo Thảo chụp đi nhiều hàng lắm các bác ơi. Nhặt cho cái Thảo cái này đi em ơi. Rồi, em lên áo nỉ cho các chị này. À, em sell rẻ bèo nhá, em sell mấy chục nhá. Này em ơi, để em đưa cho Thảo mấy cái đấy. Đây, set len đây ạ, set len CC cho em. Set len CC nhá mọi người. Nick TikTok like là cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy là nick của chị nhá. Và shop cô gấu và cô gấu chuồng siêu cấp VIP. Em cứ vào nick cô gấu Nguyễn Thanh Thủy, em xem cô gấu Nguyễn Thanh Thủy đang follow hai cái nick kia thì chị sẽ like ở 3 nick nha. Ở bên TikTok chị sẽ like ở 3 nick nha. Là cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy này. Được chưa? Và cô gấu gạch ngang chuồng VIP và shop cô gấu nha. Đó, chị sẽ live stream ở 3 cái nick đấy. Em follow 3 nick đấy nha. Lát nữa lên săn nha. Săn sale nha. Rồi mọi người lên cho em mã này. Thôi lát nữa lại ngồi góc này nhá. Lười lắm. Lười qua phòng live lắm. Thôi lại chốt đơn ở cái góc này vậy. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? CC đen cho em. CC đen, set lên CC đen ạ. 100, 259 nghìn. CC đen cho em 259 nghìn mọi người ơi. Ai lấy các bác comment CC đen 259 ạ. CC đen cho em 259 nhá mọi người ơi. Ai lấy các chị lên đơn ạ. CC đen cho em 259 này. Cả một set luôn nha các bác. 259 nghìn ạ. CC đen ạ, 259.
CC đây, 259 đây, siêu rẻ luôn. 259.000. Ai lấy các bác comment này. CC đen này, 259 này. Cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy, tất cả đều có dấu và các chị có thể tìm cô gấu .166 là ra em nha. Bộ bông đây ạ. Bộ bông cho em này. Bộ bông ạ. Bộ bông xinh cực, màu be rất là tây, rất là xinh luôn. Bộ bông cực kỳ xinh luôn. Đây ạ. Bộ bông siêu xinh. Đây nha. Bộ bông siêu xinh luôn. Các chị lên đơn cho em bộ bông ạ. Các chị comment cho em là Mickey cho em xả lỗ cho các chị luôn. 139.000. Mickey 139 ạ. Mickey cho em 139.000 nha mọi người. Mickey cho em 139 ạ. Ôi không gửi link TikTok các chị ơi. Các chị tự tìm là ra ngay mà. Cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy là ra nhé mọi người nhé. Cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy là ra. Được chưa ạ? Rồi tí nữa mọi người vào nick đấy mọi người săn nha mọi người. Các chị vào cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy này, cô gấu gạch ngang chùm VIP này, và shop cô gấu được chưa ạ? Là ra em nhé mọi người ơi. Rồi các chị lên đơn cho em ạ. Má này cho em. Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Mickey Bear cho em 139.000. Mickey Bear 139 ạ. Mickey B cho em 139.000 nha mọi người ơi. Ai lấy các bác comment Mickey B 139. Bông Mickey nhá chị nhé. Mickey là bộ bông. Cô gấu gạch ngang Nguyễn Thanh Thủy. Xuống cho chia dần đi. Ok là Mickey bông cho em 100. Này em ơi số lượng này 139.000 đúng không? 139. Mickey bông cho em 139.000. Rồi tiếp đi. Em lên váy nha. À không. Áo chị mặc á? Áo chị mặc là 269. Áo chị mặc là 269, nghỉ chưa? Em nghỉ nhá mọi người. Đây lên nốt cho mọi người áo len này. Len hồng và len đen cho em 99.000 luôn. Len hồng và len đen ạ, à, siêu cấp VIP ạ, à, 99.000. Len hồng 99 và len đen cho em 99.000. Mã này thì miền Bắc hay là Bắc Trung Nam các chị đều mặc được hết. Mã này thì Bắc Trung Nam các chị đều mặc được hết nha. Rồi các chị lên đơn cho em ạ. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Cái gì nhở? Đen 99 và hồng 99 cho em. Đen 99 và hồng 99 ạ.
Đợi đợi chị một tí. Áo chị mà có 4 màu cơ. Các chị lên đơn cho em này. Hồng cho em, đen 99 này bạn ơi. Cho vào túi rồi chị. Và hồng 99 này. Đen 99 và hồng 99 nhá. Áo em mặc nốt cho các chị này. Em có 4 màu này. Đây ạ. Các chị lên đơn cho em này. Mã này các bác lên đơn cho em là gì ạ? Cười hồng. Cười hồng 269. Cười xám cho em 269. Nhìn nỉ bông của Hàn cực kỳ dày luôn. Các chị nhìn giày mà mặc nhá, nó không hề bị cộm một chút nào, không hề kiểu bị béo một chút nào luôn. Hết xám à? Hết xám không bảo được cởi. Mặc suốt từ nãy giờ áo. Hết xám rồi mọi người ơi. Hết xám mất rồi. Đây ạ, cười be, chị chỉ còn cười be, cười xanh và cười hồng thôi em. Cười be, cười xanh và cười hồng thôi. Đây, 269.000 xỉ bằng lẻ nhé mọi người. 269 xỉ bằng lẻ cho em. Ai lấy các chị lên đơn. Cười xanh, à đâu, cười xám, cười xanh, cười be và cười hồng. Cười xám, cười xanh, cười be và cười hồng cho em. 269.000. Cười be, cười xanh và cười hồng. Hết cười xám rồi. Cười be, cười xanh và cười hồng cho em. Cổ be rất là xinh. 269.000. 269 ạ. Cười be, cười xanh và cười hồng cho em 269.000 nha mọi người. Rồi, em nghỉ nha mọi người ơi. Em nghỉ nha. Em nghỉ nhá mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào tối nay nhá. Của em like nha, của em like xả kho nốt nha mọi người. Các chị nhớ đặt lịch tối nay nhá mọi người ơi. Rồi em nghỉ đây, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye các bác.